cho mình thì mình ra được mình tự tin hơn đúng không quý vị? Còn bên em là cơ sở Ngọc Trai Song Long Quốc, hiện tại em gái live vào lúc 18 giờ đến 22 giờ hàng ngày tại trang Song Long Quốc này. Thì chị nào có mặt trong khung giờ live của em rồi thì vui lòng để lại cho em xin một dấu chấm để em chào tất cả các chị gái luôn ạ. Hôm nay có quà xinh nha mấy chị ơi. Rồi em chào chị Trần Thị Trúc Loan, hello chị Mỹ Nhi nè. Hello tất cả mấy chị nha, hôm nay có siêu phẩm mấy chị, mẫu mới hôm nay cực kỳ nhiều luôn. Chị nào mà hôm nay bỏ qua Kala cái hôm nay là tiếc nuối vô cùng luôn mấy chị. Tiếc là tối ngủ không được luôn á. Rồi, và xem like thì nhớ cho em xin một cái dấu chấm, một cái comment để em chào tất cả các chị gái luôn ạ. Bỏ em đấy xin một cái comment mấy chị ha. Người ta nói mấy chị ơi, có duyên là mới gặp tại đây, mình chào nhau ngày mới cho đông đầy yêu thương đúng không nè. Chào nhau một cái cho ngày mới mình đông đầy yêu thương mấy chị. Một đó ha, cho ngày mới bắt đầu mấy chị. Một lời chúc cho bạn sự bình an mấy chị ơi. Dạ rồi, thì bên em có bông tai, có nhẫn dây chuyền, chuỗi tay, chuỗi cổ. Chị nào xem like các em đăng ý mẫu sản phẩm nào thì comment giùm em gái nha chị ơi. Để em đeo chuỗi cổ ra cho mấy chị đẹp các em xem. Nãy nay em đang sẽ đeo bông tai mới cho mấy chị đẹp nha. Hôm nay có mẫu mới xuất sắc rồi mấy chị ơi, phải đeo lên người mới được. Đây, có mẫu mới mấy chị ơi. Rồi rồi, xuất sắc cho mấy chị gái rồi. Lấp la lấp đánh luôn mấy chị. Lắp ra lắp đánh cho mấy chị ơi ha. Dạ rồi, thì em có bông tai, có nhẫn, có dây chuyền, chuỗi tay, chuỗi cổ. Chị nào xem like các em ưng ý mẫu nào được comment giùm em gái nha mấy chị. Và đặc biệt nếu chị mua tại khung giờ like các em gái có quà nha mấy chị ơi. Mua tại khung giờ like các em là có quà đặc biệt luôn nha chị. Hôm nay là tặng quà đặc biệt cho khách hàng luôn. Mua đơn hàng bất kỳ tại khung giờ like được các em thì mấy chị gái còn sẽ được nhận thêm hai phần quà nữa nha chị ơi. Có quà tặng đặc biệt luôn. Bên em là cơ sở Ngọc Trai Song Long Quốc, đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong thị trường đua cấy ngọc trai. Và cũng như hiện tại bên em đã cho ra đời hơn 10.000 mẫu mã trang sức đẹp, nhằm là mong muốn đưa đến tặng tay tất cả khách hàng những mẫu trang sức ngọc trai bên em. Thì đặc biệt bên em đang có chương trình là live tri ân sản phẩm. Các chị mua tại live sẽ mua được mức giá tri ân nè và mức giá ưu đãi nhất cho mình. Còn sản phẩm ngọc bên em đây là ngọc trai nuôi cấy nước mặn mấy chị. Ngọc nuôi cấy nước mặn tại đảo Ngọc Phú Quốc ạ. Và ngọc trai mà đeo càng lâu thì viên ngọc nó sẽ càng sáng và càng bóng viên ngọc. Với lại là khi mua hàng của Song Long bên em á thì các chị gái còn sẽ còn cho mình một cái chính sách bảo hành lên tới là 3 năm luôn nha chị nha. Đây, có chính sách bảo hành lên tới là 3 năm. Cho nên về chất lượng thì mấy chị yêu cứ an tâm. Bên em bán hàng được 20 năm nay rồi mấy chị. Còn nói về tại lai là bên em lai được 10 năm nay rồi. Về sản phẩm và uy tín mấy chị ơi, người ta nói là trăm người bán vạn người mua, hơn nhau lỡ sự uy tín. Cho nên mấy chị mua hàng của Song Long bên em cứ yên tâm nha, có thể bảo hành lên tới là 3 năm luôn. Chị Bùi Gia Tệ chào người đẹp. Dạ hello chị gái luôn nè. Rồi, và khi mà mua sản phẩm ngọc trai bên em nhận hàng, các chị sẽ được kiểm tra, được đeo thử trước khi thanh toán tiền ạ. Rồi hôm nay lên quà mấy chị nha, hôm nay tặng một cái phần quà cũng là hôm nay ngẫu nhiên đúng vậy. Hôm nay ngẫu nhiên được một điều là chứ không phải là cái này có sự lắp đặt mấy chị, đây là ngẫu nhiên thôi nha. Thì hôm nay em mặc một cái áo màu xanh, thì hôm nay là tặng quà cho mấy chị đẹp của em là màu xanh luôn. Trời ơi, xuất sắc cho mấy chị ơi. Hôm nay tặng cho mấy chị là một vòng tay tỳ hô, và kèm theo đó là một mặt hư không Bồ Tát, mang nghĩa cho mấy chị là tiền tài nè, may mắn, công việc được suôn sẻ luôn mấy chị ơi. Đây, quà thì rất là ưu đãi mấy chị, và đặc biệt bên em tặng quà hơi bị xịn mấy chị nha. Đó. Dạ rồi, còn nếu như chị nào mà mua đơn hàng chị giá là 2 triệu đồng trở lên thì em gái sẽ tặng cho mấy chị quà này, nó còn siêu phẩm hơn nữa. Đây, mua đơn hàng 2 triệu đồng trở lên mấy chị sẽ được nhận vòng tay mắt hổ tỳ hưu, mặt di lạc viền vàng, kèm theo đó là một cái mặt đồng tiền mấy chị. Mắt hổ tỳ hưu này mấy chị gái là một cái vòng tay đá dũng khí, nam nữ gì đeo cũng được nha các chị nha, nam nữ gì đeo cũng được. Ví dụ mấy chị không đeo mình đưa cho ông xã mình đeo rất là tốt luôn, tại vì ông xã thì thường sẽ đi làm ăn mấy chị nha, đi làm ăn buôn bán mấy chị ấy đó, thì mình đưa cho ông xã mình đeo thì rất là tốt luôn mấy chị. Đây, quà tặng hấp dẫn luôn mấy chị gái ơi. Rồi chị đẹp nào xem like em ưng ý mẫu nào thì comment giùm em. Còn nếu chị nào mua đơn hàng chị giá 5 triệu đồng trở lên, em sẽ tặng cho mấy chị gái em là ngọc thiềm thư, còn gọi là cốc ngậm tiền mấy chị, mang đến thu hút may mắn nè, tài lộc cho mình, và sẽ xua đuổi những điều không may, giúp cho mấy chị gái em là năm nay một cái tết ăn là hoành tráng luôn mấy chị. Dạ rồi, còn chị nào xem like em mình lựa được mẫu sản phẩm nào thì comment giúp em luôn. Rồi hôm nay lên mẫu mới hay sao mấy chị ơi? Em nô mẫu mới, giờ lên mẫu mới cho mấy chị đẹp các em lựa nha. Còn không thì mình xích em lên bông tai, nhẫn dây chuyền, chuỗi tay, chuỗi cổ, ưng ý mẫu sản phẩm nào thì comment với em luôn. Có mẫu mới là nô cho mấy chị đẹp các em quá nè. Giờ em lên mẫu mới nha mấy chị nha.
Rồi, đây lên cho mấy chị của em xem. Chị nào mình xem like, các em mình đăng ký mẫu nào thì comment giùm em gái nha chị nha. Lên mẫu xem đi em, rồi ok vậy em lên mẫu mới cho mình nha. Ok chị gái. Rồi vậy em lên mẫu mới cho mình xem nha chị gái nha. Bắt đầu mẫu mới thì em lên giống chị đây. Mẫu sản phẩm là 2023. Mẫu đẹp lắm mấy chị, nhìn là mê liền. Đây, một mẫu sản phẩm bông tai 23, thiết kế phải nói là tỉ mỉ tinh xảo luôn mấy chị nha. Đây ạ. Đây chị gái nha, mẫu sản phẩm là mã 2023. Thiết kế đơn giản đeo xem với chị, bông là bông chúc cài. Giá 1,2 triệu em dạy cho mình là còn 850.000 ha. Bông chúc cài giờ đây xuất sắc chưa? Phải nói là tiểu tiết là tạo tinh túy với gì. Mẫu sản phẩm 2023, 1,2 triệu em dạy cho mình còn 850.000, bông là bông chúc cài với chị. Ngọc là ngọc giọt nước nha mấy chị ơi. Ưng ý mẫu sản phẩm này thì comment giúp em. Đây. Dạ đây. Tiếp theo nữa em có đây là mẫu sản phẩm là 2022 mấy chị. Đây, mẫu sản phẩm 2022 mấy chị. Cái này mà mấy chị đi đám đi tiệc thì phải nói là quá đẹp. Mấy chị đeo nhìn lên là phải nói là đeo một cái là nhìn là bước đi là duyên dáng đài trang mà tự tin, khí chất là sánh ngang với nữ hoàng đúng mấy chị. Đây, mẫu sản phẩm 2022 bên em. À, thiết kế phải nói đường nét tỉ mỉ cho mình đúng mấy chị gái ơi. À, tinh xảo mấy chị. Với mức giá là 1,1 triệu em giảm cho mấy chị là còn 750.000. 750.000 mẫu sản phẩm mã 022 bên em mấy chị gái nha. Mẫu mới mấy chị, mới ra luôn mấy chị gái ơi. Đó, em là nhìn hơi bị đắm đuối luôn mấy chị. Cái này mà mình mua để dành đeo đi tiệc thì quá đẹp luôn mấy chị. Mã sản phẩm bông tai 22, mẫu này là bông trúc đẩy nha chị gái em. Bông là bông trúc đẩy nha mấy chị gái. Dạ rồi. Tiếp theo nữa em có đây là một mẫu sản phẩm là 2025. Đây mấy chị ơi, đây thiết kế kiểu dáng hình hoa tiết mấy chị. Mã sản phẩm là mã 2025 bên em, thiết kế kiểu dáng hình hoa tiết mấy chị gái nha. Đây, hoa tiết mấy chị là may mắn cho mình đó mấy chị. Với mức giá bên nó là 1,5 triệu. Em giảm cho mấy chị là 1,050,000. Mẫu sản phẩm là mã bông tai 2025 bên em nha chị gái nha. Bông là bông chúc đẩy luôn. Đeo ôm sát tay rất là sang luôn mấy chị gái. Đây. Càng nhìn lại càng mê mấy chị ha, nó nhìn là thấy đẹp mấy chị, mình tặng tay sở hữu em nó còn phải gọi là xuất sắc hơn mấy chị gái. Mẫu sản phẩm là mã bông tai 2025, em giảm cho mấy chị chỉ còn có 1,050,000 mấy chị gái ơi, xứng đáng luôn mấy chị. Phải nói là thiết kế nè, mình đeo lên cái này mà đi tiệc là trung tâm của buổi tiệc luôn chị gái. Dạ rồi, còn đây thì em có thêm mẫu mới là mẫu bông tai móc câu mã 2024 mấy chị. Móc câu 2024 mấy em, thiết kế đơn giản nhưng mà vẫn có điểm nhấn cho mình là hai cái chiếc lá gì ấy. Đó, nhìn lung linh luôn mấy chị. Với mức giá là 1,2 triệu em dạy cho mình là còn 799.000. Mẫu sản phẩm 2024 mấy chị gái nha. Mẫu sản phẩm 2024 bông móc câu mấy chị ơi, đơn giản đeo sen luôn. Đó, đơn giản đeo sen như để ngược hay sao. 2024 luôn chị gái em ơi. Đây. Đó,
Mẫu đẹp quá trời ơi, hôm nay phải nói là xuất sắc đúng không chị Quyên ơi? Hôm nay phải nói xuất sắc rồi, hôm nay bên này nó có mẫu mới mà mấy chị gái ơi. Mẫu mới nha mấy chị đẹp của em ơi, giá giảm cho mấy chị còn có 799 ngàn thôi. Ơn ý mẫu này thì comment giùm em. Đây là chị của em ơi, mã sản phẩm là mã 2024 luôn. Rồi chị Quyên của em đây thích mẫu nào nè chị Quyên ơi. Đó. Thích mẫu nào thì comment cho em gái như gì. Mà nói là lung linh luôn mấy chị ơi. Cái này mà để dành mấy chị đeo đi tiệc là quá xuất sắc luôn. À, còn một mẫu nữa là em đang đeo mấy chị ơi, 2021. Đó. Mấy chị gái ơi. Mặc dù là gương mặt cũng không xinh mà đeo chút trang sức nó cũng lung linh ngút trời luôn chị gái ơi. Mẫu sản phẩm 2021 1 triệu mốt em dạy cho mình là còn 750 nghìn. 750 nghìn mã sản phẩm là mã 2021. Chị nào ý mẫu này thì comment với em. Bông chút đẩy với chị và không nặng tay nha. Nhớ dùm em không nặng tay chị đeo vừa đeo luôn. Không nặng tay triệu tay mà đâu chứ yên tâm. Chị nào trái tay nhỏ bông trang đeo thoải mái dùm em đúng chị. Chị nào trái tay nhỏ bông trang đeo thoải mái dùm em. Đó kiểu này mà không hốt về sao mà được với chị đúng không. Cầm làm sao được với chơi nhanh tay xủ em nói dùm em. Giá giảm chỉ còn có 750 nghìn thôi. Mẫu sản phẩm là 2021 em đang đeo. Đây. Đây nha mấy chị gái em ơi. À, ân ý mẫu này thì comment giúp em. Trời em nó phải đeo liền mấy chị. Có mẫu mới là phải đeo liền mấy chị gái ơi. Sao mà bỏ qua được đúng không. Rồi chị đẹp của em ân ý mẫu nào nè chị Quyên ơi. Ân ý mã nào thì comment cho em gái nha chị đẹp. Xuất sắc chưa. Đặc biệt còn được tặng kèm thêm hai phần quà mấy chị. Đây. Đặc biệt em tặng cho mấy chị thêm hai phần quà nữa. Vòng tay tùy hưu nè. Với lại kèm theo đó là một cái mặt hư không Bồ Tát luôn nha chị gái nha. Đây. À, chốt bông tai 2021 là chốt gì vậy em? Dạ bông là bông chúc đợi với chị gái ơi. Dạ rồi, đây là bông tai mới em. Dạ đúng rồi, tình yêu bông mụn mới mấy chị ơi. Bông mụn mới nha, bông là bông chúc đẩy với chị gái. Chị Mỹ Nhi ơi, bông chúc đẩy chị để em tháo ra cho chị xem nha. Bông là bông chúc đẩy đúng không chị? Mà không bị nặng tay đúng không chị, cứ đeo thoải mái giùm em. Em này là chỉ tay nhỏ xíu với chị. Mà đeo không bị nặng tay rất là thoải mái luôn. Đây. Đây cho chị gái em xem lại nè. Đó, xuất sắc chưa chị ơi. Còn một chiếc nữa em đang đeo nữa chị. Ngọc giọt nước 9 ly luôn giải. Thiết kế đính đá rất là đẹp luôn. Có hình trái tim nè. Tượng trưng là cho tình yêu thủy chung lắm mấy chị. Tượng trưng là cho hình tiêu thủy chung đó mấy chị gái em ơi. Mã sản phẩm 2021. Rồi chị đẹp của em lựa được mẫu nào thì comment giúp em luôn nha chị gái ơi. Đây. Ơn ý mẫu sản phẩm này thì comment giúp em nữa. Lấp la lấp lánh luôn để em tháo thêm chiếc nữa mấy chị. Để em lấy ra thêm một chiếc nữa cho mấy chị gái em coi nha. Để một chiếc nữa chị rồi chưa coi được đúng không. À. Mẫu mới bao nhiêu tiền em? Dạ mẫu này làm giảm cho chị đẹp của em là còn 750 nghìn chị. 1 triệu mốt em dạy cho mình là 750 ngàn mẫu bông tai 2021 nha chị gái ơi. Đây là chị. Mã sản phẩm bông tai 2021 bạc gì vậy em dạ? À, ngọc trai bên em kết hợp với lại là bạc ý cao cấp 925 nha chị ơi. Bạc này mình đeo không bị đen, không xỉn màu và cũng như là không gây dưỡng da cho mình đúng chị. Bạc ý cao cấp chị gái ơi. Đây. Bạc ý cao cấp bên em luôn chị ơi. Đây nè. Xem lại 2022 hả? Ok chị gái luôn. 2022 đây mẫu này chị ơi. Mẫu này cũng giảm cho mình cũng còn 750 ngàn luôn chị. Đó, cái mẫu này mấy chị gái mà đeo đi tiền rất là hợp luôn. Nói chung hôm nay mấy mẫu này là mấy chị gái em là mình phải mua. Nói thật luôn á, em lại phải hốt liền chị. Bây giờ là bắt đầu phải hốt em nói liền mấy chị gái ơi, đúng không? Mã 2022 bên em cũng là bông chúc đẩy luôn mấy chị gái ơi. Bông chúc đẩy luôn nha. Ân ý mẫu sản phẩm này thì comment với em. Này. À, chị lấy bông tai 2021 em nha em. Dạ rồi ok chị Tệ Khánh chốt đơn nè. Rồi còn chị nào xem ra cái mình lựa được mẫu nào thì comment với em luôn nha chị gái. Em đeo thử cho mình xem nha chị Thiên Hưng Lô ơi. Để bên này đeo thử cho mình xem nha chị. Nhìn là thích mà sờ vào là mơi ngay luôn chị gái ơi. Rồi em chốt cho mình luôn nè. Ok chị đẹp luôn. Rồi để em đeo thử bông 2022 cho mình xem nha chị ơi. Mẫu này thì 1 triệu mốt em dạy cho mình là còn 750 ngàn. Bông là bông chút đẩy nha chị gái ơi. Này chị đó bác nào mình đã tuổi xới tà mà đeo ngay trang sức thì lại là tuổi tiên.
Ơn ý mẫu sản phẩm bông tai mã 22 thì comment giúp em. Đây là gì? À, nói chung là đeo mấy chị ơi, thật sự chị nào hôm nay mà mấy bữa giờ mà trái tay nhỏ mình đang kén chọn lựa không được, biết lựa được mẫu nào, hốt mẫu này giùm em mấy chị gái nha. Đeo cực kỳ thoải mái luôn, vừa nhẹ tay mấy chị gái nha. Đây đã rồi, đây chị gái em đang đeo thử cho mình xem là chị mắc dán gì da mà thứ ba là trang sức với chị gái ơi. Phụ nữ mới ra đường thiếu trang sức không được, mà quan trọng nhất là trang sức ngọc trai. À, quan trọng là nhất trang sức ngọc trai như chị gái em ơi. Rồi chị đẹp các em ơn ý mẫu này thì comment giúp em. Nhận hàng có quyền kiểm tra đeo thử trước thanh toán tiền luôn chị. Đơn hàng 500.000 lẻ miễn phí ship nè. À, nhận hàng kiểm tra đeo thử giùm em gái luôn. Đúng mẫu mã trên live mình nhận chị, còn không đúng thì cứ việc gửi trả về cho em. Hello, em chào chị Trung Thùy nè. Hello chị Trung Thùy, hôm nay có thích mẫu nào không chị đẹp ơi? Thích mẫu nào comment em gái lên cho mình xem rồi chị. Hôm nay có mẫu mới chị yêu. Đôi móc câu bao nhiêu? À, móc câu là 799.000 chị. Móc câu là mã 2024 nha. Móc câu là mã 2024 chị, giá giảm cho mình là còn 799.000 chị gái ơi. Đây, con này có mẫu mới là chị Trung Thị, em nay có lựa được mẫu nào chị? Đây. Mẫu mới bên em luôn chị gái ơi, thiết kế và nó là sang trọng quý phái cho mình luôn chị. Bông mẫu sản phẩm bông tai 2024 em giảm cho mình là còn 799.000. Đây nha chị gái em. Nay được tặng quà gì em ạ? Dạ đồ ok chị gái luôn, đây bé đái lên bé đài lên quà cho mình xem nha. Rồi em và em chúc chị Phạm Ánh Nguyệt bông tai 2022 ok chị Phạm Ánh Nguyệt nè. Rồi còn chị nào ưng ý được mã nào thì comment giùm em gái luôn. Mua hàng được kiểm tra không em gái? Dạ được chơi. À, mua hàng bên em khi nhận hàng mình được kiểm tra được đeo thử trước cái thanh toán tiền luôn nha chơi. Nhận hàng được kiểm tra được đeo thử trước thanh toán tiền luôn chị gái, nên là cứ yên tâm. Đúng mẫu mã trên live mình nhận, còn không đúng thì cứ việc gửi trả về cho em chị nha. Rồi em chúc chị Phạm Ánh Nguyệt bông 22 ok chị gái luôn, đây bông 22 750.000, hai phần quà anh chơi, một cái vòng tay tỳ hưu với lại là một cái mặt hư không bồ tát luôn. Quà hôm nay hơi bị xịn nha chị gái, không những mua sản phẩm đẹp mà có kèm quà tặng cho mình luôn chị. À, không những có sản phẩm đẹp mà có quà tặng cho mình luôn chị ơi. Rồi chị nào ưng ý mẫu bông tay mã số mấy, còn hôm em qua mẫu nè. Chị lấy 2022 ok chị Thiên Hương Lu nè, chốt bông tai 2022 cho chị Thiên Hương Lu nè, ok chị gái em luôn. Rồi còn chị đẹp nào ưng ý mã bông tai số mấy thì comment giúp em luôn mấy chị ơi. Đó, mấy chị không mua mấy mẫu này là em nói rồi, bỏ qua cái bông tai là một tiếng sót rất là lớn luôn mấy chị. Đây chị đẹp của em. Rồi còn chị nào mình ưng ý mã nào thì comment giúp em. Còn đây là mã bông tai 2021 nè mấy chị. Đây, 750.000 luôn, đính đá rất là đẹp lắm chị. Nhìn cái đôi này em tưởng tượng nha, có một cái đôi hoa tay mà em nhìn nó giống như là một cái mẫu mà nó sang, kiểu giống như là mấy chị gái thấy hoa hậu mấy chị. Ở những hoa hậu hay là những quý cô đó chị ơi, đeo như cái bông tay nè. Ồ, mình ao ước mình có một lần mình đeo được, bây giờ là có luôn mấy chị ơi nha. Có với trang sức ngọc trai mà giá cả rất là cực kỳ hợp lý cho mấy chị gái luôn. 1 triệu mốt em giảm cho mấy chị chỉ còn có 750.000 thôi mấy chị gái ơi. Ở tha hồ mấy chị gái kia mình lựa chọn luôn. Rồi còn chị gái đang xem like kia mình đừng ý mã bông tay số mấy thì comment giúp em. Thôi để đeo lại mấy chị. Chị Mỹ Nhi chốt chị 2022 nè em gái nha. Rồi ok chị Mỹ Nhi nè, chốt đơn nè. Rồi còn chị nào xem like cái mình lựa được mẫu nào cho mấy chị ơi. Đây. Đeo lên là xinh lung linh đó mấy chị gái ơi. Sắp Tết đến xuân vầy rồi mấy chị, mua ngay bây giờ là vừa rồi. Ngay cái thời điểm bây giờ mấy chị mua là cái thời điểm rất là tốt luôn. Thời điểm vàng để mấy chị mua trang sức ngọc trai, tại vì hiện tại đang cho ra rất là nhiều mẫu mới chị. Đó mấy chị biết gần Tết đúng không? Hàng hiếm mấy chị. Còn bây giờ mấy chị mua bây giờ là vừa rồi, mà ngọc trai mình đeo mua lâu mình để lâu nó có vấn đề chứ chẳng gì đúng không? Mình mua lâu mình để đó ngọc thì trai mình đeo càng lâu nó càng đẹp. Đó, có ý định thích mua bây giờ là vừa. Ví dụ gần có đám có tiệc đồng lấy ra mình đeo luôn rất là tiện luôn nha chị gái ơi. Đây. Rồi em chúc chị Mỹ Nhi bông 22 rồi, cảm ơn chị gái luôn. Còn chị nào mà xem like cái mình lựa được mẫu sản phẩm nào thì comment giúp em luôn nha dây. Để em lên lại một lần nữa để em qua mẫu nha. Đây, em có mẫu 2023 nữa, bông chúc cài 1.200.000 em giảm cho mấy chị là còn 850.000 luôn nha chị gái em. 850.000 mẫu sản phẩm hoa tai là mã 023. Cái này là bông chúc cài luôn nha chị đẹp ơi. Mẫu này là mẫu bông chúc cài chị, bạc dày dặn cho mình luôn. Dạ rồi em qua mẫu nha. Chị nào ưng ý mẫu sản phẩm này thì comment giùm em gái nè. Nó hôm nay mẫu đẹp quá mấy chị ơi. Đôi khi lỡ hẹn một giờ lần sống gặp là phải chờ rất lâu là mới có nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mấy chị xem mấy chị muốn xem mẫu nào. Bông xếp tay, bông toàn ten, nhẫn dây chuyền, chuỗi tay, chuỗi cổ, ưng ý mẫu nào thì comment giúp em nè. Hay là chị nào mình ưng mẫu bông tay mới nào thì lên giùm em gái luôn mấy chị. Đây.
ưng ý mẫu bông tai mới nào thì comment giùm em gái luôn mấy chị. Rồi lung linh sắc màu luôn mấy chị gái đúng không? Đó, giờ mình mua sớm mấy chị, mua sớm là còn hàng sớm mấy chị ơi nha. Chứ để vài bữa mua hết hàng mấy chị ơi, đúng không? Vài bữa mấy chị mua là không còn hàng nữa nha. Khách tụi em vô một cái là chốt là không còn hàng cho mấy chị đẹp của em luôn á. Dạ rồi, cảm ơn chị gái của em nè. À, bây giờ em lên cho mấy chị xem em có dây chuyền ngọc trai nè, nhẫn, chuỗi tay, chuỗi cổ, bộ 3, bộ 4. Mấy chị thích mẫu sản phẩm nào thì comment giúp em. Chị Kim Thiên, à, chị lấy mã 2023 nhé. Ok chị đẹp luôn, chốt đơn luôn chị luôn. Đây. Rồi đơn hàng mình được miễn ship nha chị gái nha em ơi. Đấy, rồi cảm ơn chị Kim Thiên của em nè. Đúng rồi mấy chị ơi, mẫu mới ra là mình phải hút liền. Chứ để vài bữa hết hàng xong rồi mình mua được cái gì đúng không? À, rồi ok chị gái game bay là bông chúc cài nha chị nha. Để em gái đeo thử chị xem nè. Này tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng luôn nha chị ơi. Tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng cho mình. Rồi để em đeo thử bông tai 2023 cho mình luôn nè chị. Cái này là bông chúc cài mấy chị gái nha. À, có bông chúc cài cho mấy chị của em luôn. Hôm nay mẫu mới là đa dạng mẫu mã cho mấy chị đẹp em lựa chọn luôn. Đây. Dạ rồi, cảm ơn chị gái của em nè. Rồi còn chị đẹp nào của em mình ưng ý mẫu sản phẩm nào thì comment giùm em gái nha chị ơi. Đây. Ưng ý mẫu sản phẩm nào thì comment giùm em gái luôn. Mẫu sản phẩm hoa tai ngọc trai bên em mà là mã sản phẩm 2023. Em giảm cho mấy chị còn mức giá chỉ có 850.000. 850.000 mã sản phẩm 2023. Ưng ý mẫu này thì comment giúp em. Dạ rồi em qua mẫu cho mấy chị đẹp nha. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị xem bông tai nụ ha. Xem mẫu nào mấy chị. Nụ hay là dây chuyền hay là nhẫn, thích mẫu nào được comment giùm em nè. Đó. Thích mẫu nào được comment giùm em gái mấy chị nha. Riêng em thì em rất là thích cái mẫu mà 2021 mấy chị. Kiểu nó vẫn nó tách ra một cái điểm nhấn rất là đặc biệt cho mình. À mấy chị nhìn kỹ nha, ở trên đây nó có thiết kế cái đá là hình trái tim mấy chị, rất là đẹp luôn á. Đây. Nó có thiết kế hình trái tim rất là đẹp đúng không chị? Này thấy không? Đó. Dạ rồi, đem lên lại mẫu khác cho mấy chị xem nha. À, em có bông tai, có nhẫn, có dây chuyền nữa. Bây giờ em lên cho mấy chị xem bông tai sát tai nha mấy chị gái nha. À, chị nào mua đơn hàng 5 triệu đồng sẽ được tặng con cốc ngọc thiềm mấy chị nha. Là ngọc thiềm thừ nha mấy chị gái. Rồi, để em lên bông A. Đây. Hôm nay có sát tai mẫu mới nha mấy chị ơi. Này, sát tai mẫu mới cho mấy chị đẹp xem. Mã sản phẩm là 2020 bên em. Ở thiết kế mẫu mới chị. Ok, chị Yến Hồng nè, 2023 á chị em. 2023 là 850.000 chị gái ơi. Rồi chốt đơn cho mấy đài xin số điện thoại luôn nha chị đẹp ơi. Dạ rồi chốt đơn cho mấy đài xin số điện thoại luôn. Cảm ơn chị Yến Hồng nè. Nhận hàng mình có quyền kiểm tra đeo thử nha chị ơi. Rồi đây tiếp theo là giống chị xem là bông tai 2020 mẫu mới luôn mấy chị. Giá là 800 em giảm cho mấy chị còn có 599.000 thôi. Em có màu hồng tím là màu trắng, màu ngọc trai màu đen với lại ngọc trai màu vàng luôn mấy chị ấy. Mã sản phẩm là mã 2020. Đây nha chị đẹp của em, cái này là chị ấy thiết kế nó chỉ có đính những cái viên đá nhỏ nhỏ vậy. Nó nhìn tiểu tiết rất là đẹp luôn mấy chị ha. Đây. Bông là bông chúc đẩy mấy chị. Chốt này bên em làm từ bạc ý cao cấp 925 luôn. Bạc này mình đeo không có sợ bị đen, không xỉn màu và không gây dưỡng da cho mình. Chị nào ưng ý mã sản phẩm bông tai mã 20 comment cho em gái chị. Tuy đơn giản nhưng không kém phần sang trọng à. Rồi mấy chị đẹp ơi, xem like của mấy đài cho em xin một dấu chấm được không nè. Cho mấy đài xin một dấu chấm được không mấy chị ơi. Đó. Nói thân nhau cũng bởi lời chào mà gặp nhau cũng bởi hay vào live stream. Thì vào like của em mới vậy, mấy chị đẹp của em cho mấy đài xin một dấu chấm tương tác được không mấy chị. Em tên là Trúc Anh Đài mấy chị gái ơi. Trúc Anh Đài mấy chị gái đó. Trời ơi, tên em là dễ thương nha mấy chị ơi. Mấy chị xem like nhớ cho em xin một cái dấu chấm được không? Để em chào tất cả các chị gái này, chấm cho một dấu chấm để em chào giống chị thôi. Đúng không? Không lẽ tiếc với mấy đài một dấu chấm là mấy tình yêu của em ơi. À, dạ rồi, đem ra thử cho chị Hoa Hoàng. Em đeo 2020 hả? Rồi ok chị gái luôn. Đây. Mẫu này vừa đeo luôn chị Ngọc là Ngọc 7-8 ly. Ngọc 7-8 ly kiểu này vừa đeo luôn. Chị nào mà trái tay của mình có bị nhỏ quá, mình đeo những mẫu thiết kế nhỏ vì chị nó sẽ gọn tay của mình. Với lại là mẫu này thì thiết kế theo kiểu là đơn giản, cho nên các chị có thể đeo được đi làm nè, đeo đi chơi nè, mấy chị gái hay đi đám tiệc đều được hết nè. Rồi em cảm ơn chị Đỗ Diễm Hằng nè. Cảm ơn chị Hồng cho bé đài xin dấu chấm nè. Cảm ơn chị Hồ Cẩm Văn luôn. Hello, em chào tất cả các chị gái. Cảm ơn mấy chị cho em xin một dấu chấm nha. Trời ơi, khách em dễ thương gì đâu á. Thả cho mấy chị một trái tim luôn. Dạ cảm ơn chị nha. Còn còn chị nào xem like của em nữa thì cho em xin một cái comment cũng được mấy chị, hay là một cái thả tim nhỏ thôi. Chúc đẩy hay em? Dạ đúng rồi chị, bông này là bông chúc đẩy chị gái. Bông là bông chúc đẩy mấy chị. Này mấy chị nhìn rõ không?
Bông là bông chúc đẩy nha chị. Này, giá giảm cho mấy chị là còn 599 ngàn. Bông tai chúc đẩy chị gái. À, chị Thơ AB lấy bông 2024 hả? Rồi ok chị gái luôn. Đây 2024 em chốt cho chị. Chị Thơ AB là bông táo câu như vậy. Đây 2024 1.200.000 em giảm cho mình là 799 ngàn. Dạ rồi, cảm ơn chị gái luôn nha. Cái này mấy chị đeo cứ thoải mái giùm em. Bông tắm câu thì mình đeo nó sẽ không có bị sợ bị cắn tay của mình luôn nha chị. Đây, dạ rồi. Cảm ơn chị đẹp nè. Đây nha chị ơi. Rồi, còn chị nào xem like cái mình lựa được mẫu nào thì comment giúp em. Bông tai móc câu là mã 2024 mới giá thiết kế đính đá cho mình nè. À, lấp la lấp lánh luôn mấy chị. Rồi, chị Nguyễn Thùy Linh. À, chị nói 2023 là đồ ok, chị gái có đơn nè. Rồi, còn chị nào xem like cái mình thích bông tai 2020 thì comment giúp em. Còn không mấy chị mua làm quà cũng được. Quà tặng cho bà mình nè. À, cho mẹ mình hay là cho những người thân yêu của mình thì rất là ý nghĩa luôn mấy chị đúng không? Nhất là mình tặng những cái trang sức ngọc trai. À, mình rồi ví dụ bây giờ mấy chị mình cho tiền hay gì cũng được mấy chị. Nhưng mà mình tặng trang sức hình thần mà tặng một cái món quà làm kỷ niệm thì nó sẽ ý nghĩa hơn đúng không? Bông tai mới hay em? Dạ đúng mấy chị cả ơi. Bông tai này bên em mẫu mới chị. Mới ra lò luôn là đưa lên cho chị đẹp cái em chiêm ngưỡng rồi đó. Mới ra lò luôn là em gái đưa cho chị đẹp cái em chiêm ngưỡng rồi. À, rồi chị nào yêu nào có em thích bông tai 2020 thì comment giúp em. À, 800 giảm cho mấy chị là còn 599 ngàn. Bông là bông chúc đẩy nha chị gái kia ơi. Bông là bông chúc đẩy á chị. Ơn ý mẫu sản phẩm này thì comment cho em gái luôn nha. Đây. Bông là bông chúc đẩy chị ơi, chị nào ơn ý mẫu này thì comment giúp em. Đó, em hay là mấy chị đẹp của em mình thích bông tai nụ em gái lên bông nụ cho mấy chị của em xem. À, thích bông tai nụ em gái lên bông tai nụ cho mấy chị của em xem nha. Đó. Rồi chị nói hoa hàng đó đó mà. Ơn ý mẫu nào thì comment giùm em luôn ạ. À. Rồi chị hoa hàng của em có lấy bông tai 2020 thì comment cho em gái luôn. Rồi ok, cảm ơn chị hoa hàng nè. Rồi cho mấy này xin số điện thoại luôn chị đẹp ơi, mình chốt đơn thì tầm khoảng 8 giờ á. Sáng 8 giờ có nhân viên gọi điện cho mình, chị gái nhớ chú ý nghe điện thoại giùm em ha. Rồi, cảm ơn chị gái. Rồi, thấy số điện thoại của mình rồi nè, cảm ơn chị yêu luôn. Còn chị nào mình xem like nha, mình quý mã là cầu mình tìm em luôn nha chị yêu nha. Rồi, em chúc cho chị Kiều Trang Nguyễn, bông tai 2020 599 ngàn. Dạ đồ ok chị gái luôn, đơn hàng mượn ship nha chị. Đơn hàng mà được miễn ship nha chị. Tại vì mua đơn cho 500 ngàn là miễn ship rồi. À, tiếp theo nữa em có đây là mẫu bông tai 146 mấy chị. Đây 146 bên em thiết kế viền đá bên ngoài đó chị. Mẫu này bên em có đủ màu sắc luôn. Mỗi màu ngọc trai một ý nghĩa mấy chị. Cũng như mọi trang sức ngọc trai nó mang đến cho mình một cái nét đẹp riêng luôn nha chị gái ơi. Mẫu bông tai 146 giá 900 em giảm cho mình là còn 699 ngàn. À, chị Chuông gái chị mới nhận bông tai đẹp lắm em. Dạ rồi em cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị đẹp. Mấy chị nhớ nhận hàng rồi nhớ lên like cho em xin cái phản hồi luôn nha mấy chị ơi. Tại vì nói chung mỗi phản hồi của khách hàng cũng giống như là một cái góp ý kiến hơn cho bên em để bên em hoàn thiện sản phẩm hơn nè. Cho ra mắt nhiều sản phẩm đẹp hơn mấy chị. Chị Thư Phùng, chị nhận hàng bên em rồi, đẹp chuẩn ngọc trai luôn nè. Dạ rồi, cảm ơn chị gái luôn nha. Mua hàng xong lông bên em cứ an tâm mấy chị, bên em bán hàng được 20 năm nay rồi. Về chất lượng và mẫu mã là mấy chị không cần phải lo mấy chị gái ơi. Rồi, mẫu sản phẩm 20, mẫu bông tai 146. Còn không thì đây em có cái mẫu bông tai là 2019 nè. Mẫu này cũng thiết kế nhỏ gọn luôn mấy chị gái. Đây. Em có bông sát tay và bông toàn ten. Hay là mấy chị thích di truyền em lên di truyền cho mình xem. Nay ra nhiều mẫu đẹp quá. Dạ cảm ơn chị Linh Mèo nha. Trời phải gọi là đáp ứng được nhu cầu của mấy chị đẹp của em nữa đúng không? Đấy, rồi tiếp theo nữa em lên cho mình là 2019. Giá em giảm cho mấy chị là còn từ 600 em giảm cho mình là còn 510. Mẫu sản phẩm 2019 như vậy. Cái này nó chỉ có một cái viền đá như vậy thôi. Đó. Rồi chị Phạm Đặng Nhật Huy chúc hoa tai mã 2022 màu đen. Dạ đồ ok chị gái kem nè, em chúc mình mã 2020 màu đen là 599 ngàn nha chị yêu nha. Ok chị gái kem luôn. Rồi còn chị nào xem like kem mình lựa được mẫu sản phẩm nào thì comment giùm em gái luôn mấy chị. Đây 2020 đúng không, đây ngọc trai màu đen, có màu đen luôn chị ơi. Có màu đen như mình đó chị. Rồi cảm ơn chị Nhật Huy nha. Rồi còn chị nào xem like kem mình thích bông tai mã số mấy á, comment với đài đeo thử cho mấy chị xem. Còn đây điểm có bông tai 66 mấy chị.
kiểu dáng hình hoa, hình hoa với chị nha. Nên nó hoa rụng hoa rơi là hoa vẫn nở, mà người thiếu ngọc màu thì vẫn lung linh luôn ạ. À, mẫu sản phẩm bông tai 166 bên em. Mua đơn hàng hôm nay mấy chị gái kêu còn được tặng kèm thêm hai phần quà cho mình nữa nha chị ơi. Hôm nay quà hơi bị đẹp đúng không chị? Cái này là sự trùng hợp với chị ơi đúng không? Hôm nay bé Đài bạn một cái bộ đồ màu xanh nè, một cái dài tà với dài màu xanh nè. Và kèm đó thì hôm nay em tặng cho mấy chị quà tặng màu xanh luôn. Vòng tay tiền hưu và kèm theo đó nữa là một cái mặt hư không Bồ Tát. Em tặng cho mấy chị đẹp kèm hai phần quà cho bất kỳ đơn hàng. Chỉ cần mấy chị có mua là em gái có quà tặng mấy chị gái. Có mua là có quà tặng, mà có comment là có sản phẩm đẹp đi cho mấy chị luôn. Rồi, cảm ơn chị gái luôn nè. Còn chị nào mà xem like em thích mẫu bông tai 166 thì comment giúp em. Đây nè chị ơi. À, chị Kiều Hương đeo thử bông tai 166 chị xem đi. Dạ rồi ok chị gái. Ok chị, để em lên mẫu hoa mai này xong rồi em lên với mình xem nha. Mẫu sản phẩm hoa mai bên em mấy chị nào thích hoa mai chút đẩy nè. Có hoa mai chút đẩy luôn mấy chị, mã 67 giá là 900. Em giảm cho mấy chị là còn 699 ngàn. 699 ngàn mẫu sản phẩm bông tai 67. Chị nào thích mà hoa mai nè mấy chị gái, em thích hoa mai mà chút đẩy là có hoa mai chút đẩy luôn mấy chị. Thích hoa mai chút đẩy là em có hoa mai chút đẩy luôn nha chị gái em. Nè. Trăm hoa đều đua nở một giờ mà cũng không bằng một phút là tình cờ có trai luôn chị ơi. Ơn ấy mẫu này thì comment giúp em. Bông 67 ngọc là 7 đến 8 ly luôn chị. Đây. Ngọc là 7 đến 8 ly luôn. Rồi để em đeo thử cho chị Kiều Hương bông tai 166 đúng không? Đây bông tai 166 của chị đây. À, lấp lánh cho mấy chị. Em đeo thử cho xem. Nay có bông tai toàn ten mẫu mới nha mấy chị ơi. Nay có mẫu toàn ten mẫu mới nữa. Chị nào muốn xem bông tai toàn ten thì comment giùm em gái. Bông toàn ten, nhẫn, dây chuyền, trụ tay, trụ cổ. Rồi đây bông tai 166 nè chị gái Kim ơi. Chị Kiều Hương nè. Mẫu này mình đeo của nó là dạng bông chút đẩy á. Khi mình đeo nó sẽ ôm sát tay luôn nha chị. Khi mình đeo nó sẽ ôm sát tay cho mình luôn chị. Có giá em giảm cho chị là còn 699 ngàn. Chị lấy mẫu này thì comment cho em gái luôn chị. Lấy mẫu này thì comment cho em gái luôn chị. Còn chị nào mình xem like Kim nè. À, người ta nói là mấy chị ơi, một đóa hoa cho ngày mới hạnh phúc, một lời chúc cho bạn sự bình an đúng không? À, chị nào xem like của em gái có thể cho em xin một dấu chấm hoặc một cái comment được không nè, để em chào nó cả các chị luôn. Đây nè chị ơi, đem đeo thử cho mình xem mà chị lấy mẫu này là kèm mã kèm số điện thoại giùm em gái nhé chị. Kèm mã kèm số điện thoại là có đơn rồi mấy chị gái ơi. Đây. Còn không em lên nha mấy chị, hay là mấy chị thích bông mua được miễn ship không? Dạ đơn 500 ngàn là mình được miễn ship rồi đó chị gái ơi. Đơn 500 ngàn là mình được miễn ship rồi chị. À, còn dưới 500 ngàn thì phụ giúp em là 20 ngàn miễn phí nha chị Ngọc Yên Trần ơi. Nha chị Ngọc Yên Trần. Hay là mấy chị thích bông tai chúc cài mẫu to. Hay là mấy chị gái em thích bông tai chúc cài mẫu to, em có mẫu to cho mình luôn. Còn hoặc là ví dụ nào chị nào thích quá mà nói ừ em ơi chị độ tuổi của chị thì hợp với mẫu bông tai nào á, thì mấy chị cho em gái xin thêm cái độ tuổi để em gái tư vấn cho mình luôn. Em đeo 146 màu trắng chị coi chút. Dạ rồi ok chị Ngọc Ngăn nè. Ngọc mấy ly vậy em gái hả? Dạ mẫu đó là Ngọc 7 đến 8 ly hết chị ơi. 7 đến 8 ly chị. Rồi ok chị Ngọc Ngăn nha, 146 màu trắng đúng không? Ok chị đẹp luôn. Đây, 146 của chị đây đơn giản mà đeo sen luôn chị. Trời cái mẫu này. Cái mẫu này bên em bán cực kỳ chạy luôn chị. Đầu trước là bên em bán hết hàng luôn chị. Bây giờ là mới được về hàng lại luôn không chịu. 146 thiết kế nó sẽ có viền đá bên bên ngoài chị. Cái này chị có thể đeo được đi làm đi chơi rất là hợp luôn chị gái ơi. Mình đeo đi làm đi chơi rất là hợp luôn, còn không mình mấy chị làm quà cũng được. À, quà tặng cũng được mấy chị, tại vì trang sức ngọc trai mình mang lên nó sẽ mang đến cho mình một cái nét đẹp riêng biệt. À, không phải là nó ngọc trai trang sức là nó không bao giờ kén tuổi rồi mấy chị đúng không? Đồ tuổi nào mình có thể sở hữu hết chị ơi. Đây. Và đặc biệt ngọc trai trong tứ trụ ngũ hành là ngọc trai nó không kén mệnh lắm chị, hợp với tất cả cung mệnh thủy hỏa thổ luôn. Nên chị đeo ngọc trai chị nào nói ừ em ơi vậy là mệnh này chị mà đeo màu này không có gì, ngọc trai mấy chị đeo mà mình đeo màu nào cũng được hết á. Rồi đây trái ngọc ngăn các em ơi, đây này chị. Rồi chị Kiều Hương chúc chị bông 166 rồi ok chị gái có đơn nè. Rồi còn chị gái nào xem like các em ưng ý mẫu nào thì comment giúp em luôn nha chị ơi. Đây. Đặc biệt là mấy chị mua ngọc trai song long bên em khi nhận hàng có quyền kiểm tra đeo thử. Và bên em sẽ có một cái chính sách bảo hành cho khách lên tới là 3 năm. Có chính sách bảo hành cho khách này lên tới là 3 năm. Cho nên cái chị mua hàng bên em cứ yên tâm. Trong thẻ bảo hành có số điện thoại có địa chỉ bên em đúng không chị? Đây. Trong số điện công thẻ bảo hành có số điện thoại có địa chỉ bên em. Cho nên mấy chị gái mua hàng cứ yên tâm luôn ạ. À.
Nhớ kèm quà tặng cho chị nha em yêu. Dạ rồi, ok chị đẹp có quà chơi. Có mua được có quà, chị đẹp cứ yên tâm luôn nè. Đây em tặng cho mình hai quà luôn nha chị yêu ơi. Đó, có mua được có quà chị gái. Rồi em giúp cho chị Huỳnh Hồng Thúy bông tay 146 rồi ok chị gái luôn nè. Rồi chị đẹp Nguyễn Thị Ngọc Ngân, các em có lấy bông 146 thì comment giùm em gái luôn nha chị Ngân nha. Đây mà em đeo là màu trắng hồng rồi chị. Mà em đeo là màu trắng hồng. Mình đeo nó sẽ là màu trắng nhưng mà khi đeo ra ngoài ánh sáng mặt trời chị, nó sẽ có ánh hơi hồng rất là đẹp luôn nha chị. Đây. Rồi chị đẹp, các em lấy mẫu này để comment giùm em luôn ạ. Chị Thảo Phương nụ chị xem. Dạ rồi ok chị gái luôn rồi. Em lên nụ cho chị Thảo Phương xem nha. Còn chị nào mà xem like các em mình chưa ý được mã nào, hay là mấy chị muốn em đôi mã nào thì nói giùm em luôn. Mấy chị comment với đài mới biết được. Chứ mấy chị không comment là em cũng không biết, không biết mấy chị thích mẫu nào để em lên cho mình nữa. À, nhiều khi em lên không có đúng ý mấy chị thì mấy chị cứ nói nha, để em lên mẫu khác cho. Rồi nụ thì hoa tay nụ là một cái mẫu trang sức hoa tay quốc dân rồi mấy chị. Hoa tay nụ là một trong những mẫu trang sức hoa tay quốc dân rồi. Đây, hoa tay nụ bên em. Nụ thì bên em sẽ có đủ ni size nha chị gái. Hoa tay nụ thì bên em có đủ ni size hết, sẽ phù hợp. Hoa tay nụ là nó sẽ có size đủ size để phù hợp với từ dáng tay của mình, tại vì không ai mà giống ai chị vậy đúng không? Có chị dáng tay nhỏ, chị dáng tay to thì mình sẽ lấy cái nụ nó phù hợp với mình. Nụ thì bắt đầu bên em sẽ có đầu tiên là size 5 ly, size 6 ly, 7 ly, 8 ly, tiếp theo nữa bên em có 9 ly và 10 ly luôn. Nụ 5 ly thì nó bé, chị nó bé bằng hạt tiêu vậy. Còn nếu như chị nào mình trái tay mình bị nhỏ và mỏng á thì mình lấy giùm em 7 ly là đẹp. Còn trái tay mình vừa đeo á thì lấy 8 ly giùm em. Trái tay to thì mấy chị lấy giùm em là size 9 ly. Đó, nói cho là em sẽ tư vấn cho mấy chị cái size nó phù hợp. Nhiều khi á mấy chị mình ở trên live đúng không? Mình sẽ không phù dung được là mình đeo cái nụ như xinh như thế nào, cái dáng tay của mình hợp như thế nào. Thì em gái sẽ tư vấn cho mình với kinh nghiệm bên em tư vấn cho khách hàng rất là nhiều năm rồi chị. Nên em sẽ lựa được cái size nó phù hợp với mình nhất. À, em đeo 8 ly chị xem vậy rồi ok chị gái nè. Rồi em đeo 8 ly ha. 8 ly cho mình là dành cho những chị nào trái tay vừa mình đeo. Còn trái tay nhỏ mình lấy 7 ly, nhỏ mỏng mình lấy 7 ly. Trái tay to dày lấy giùm em size 9 ly. Nói chung là mấy chị mua hai tay nụ giống như là mình chọn size đồ cho mình vậy đó. Ví dụ mình mặc size S thì mình sẽ mua size S, ví dụ hôm nào mua lỡ size M mấy chị mặc nó bị rộng không? À hai tay nụ nó cũng vậy chị ơi. Này để em đeo thử cho chị Mỹ Nhi xem cái nụ 8 ly. 8 ly thì vừa đeo luôn chị ơi. 8 ly ngày này giống như là cái size quốc dân không chị. 8 ly là cái tay nó không bị quá to, nó không bị quá nhỏ chị, nó vừa đeo luôn. Đây. Ồ. Nhìn thấy sang trọng quý phái điểm nha. Đó. Đơn giản mà sang quý. Mẫu này bên em là hoa tay nụ 8 ly có giá là 500. Em giảm cho mình chỉ còn có 400 ngàn một đôi thôi chị. 400 ngàn là mình sở hữu được một mẫu sản phẩm hoa tay nụ ngọc trai bên em. Rồi ok chị Nhàn Tô nè. Em giúp cho chị Nhàn Tô bông tay 146 rồi ok chị gái luôn. Còn chị nào mình xem like các em thích mẫu sản phẩm nào thì comment giúp em luôn nha chị ơi. Còn mẫu này em đang đeo là bông tai nụ ngọc trai đơn giản đơn sang mấy chị. Cái này mà mấy chị mua làm quà cũng được, mình quà mình bận mình tặng cũng được mấy chị gái đúng không? Quà tặng cũng được mấy chị yêu. Đây. Rồi chị gái em lấy mẫu này thì comment giùm em để em đeo thử cho mấy chị xem cái size 7 ly đi. 7 ly dành cho những chị nào có trái tay mình nhỏ và mỏng thì lấy 7 ly giùm em. Đây em đeo thử cho mấy chị xem. Tay chị nhỏ không to lắm hả? Trái tay nhỏ thì lấy giùm em size 7 ly chị yêu ơi. Trái tay nhỏ mỏng lấy 7 ly giùm em gái là đẹp rồi chị. À, tin tưởng em chào nhận hàng cho mấy chị được kiểm tra đeo thử cứ yên tâm. À, đeo nhận hàng được kiểm tra đeo thử em gái mà tư vấn không hợp ở lên em bắt lời em chịu. À, chị Hồ Cẩm Văn chị lấy nụ 8 ly màu trắng rồi ok chị gái nè. Đó mua nụ vẫn được hai quà nha chị ơi. Mua hai tay nụ em gái vẫn tặng cho mấy chị hai phần quà luôn. Hôm nay nói rồi có mua là có quà mấy chị, có mua là có quà nên là cứ yên tâm ha. Đây em gái tặng cho mình là vòng tay tỳ hưu với lại là mặt hư không bồ tát luôn nha chị. Em tặng cho mình hai phần quà luôn. Em nói rồi có mua là có quà cho nên mấy chị đẹp của em cứ yên tâm. Không có lo mấy chị gái ơi. Rồi chị Hồ Cẩm Văn các em nào ấy đã thấy số điện thoại của mình rồi nè. 9 ly là nhiêu em? Dạ 9 ly thì 560 ngàn chị ơi. 9 ly thì 560 ngàn. À, có màu tím không? Em có luôn dẹp, em có màu hồng tím luôn á chị Hiền Thư ơi. Chị Hường Thi nè. Rồi đừng mua hồng tím không? Đây em cho chị xem màu ngọc bên em nè. Đây em cho mình xem màu ngọc bên em nha chị gái ơi. À, nụ thì đúng em bình em nè, đây là 5 ly nè. Ở đây là 6 ly, 7 ly, 8 ly, từ 8 ly lũ xuống có giá là 400. Còn 9 ly là 560 ngàn. Em có 10 ly là 640. Nụ thì em sẽ có màu, đây là màu trắng hồng, màu hồng ánh cam, hồng ánh tím, ngọc trai màu vàng, ngọc trai xám và ngọc trai đen. Nói chung là nó có đủ màu hết trơn á chị.
nó có đủ màu hết trơn nha chị gái ơi. Đây chị thích, chị gái em thích màu nào, chị gái em thích màu nào nè chị ơi? Thường đi ở hồng tím là tím thủy chung luôn chị thích màu hồng ánh tím đúng không? Hồng ánh tím là tím thủy chung cho mình luôn nè chị gái ơi. Đây hồng ánh tím là tím thủy chung luôn, size 8 ly, em đeo thử cho mình xem nha chị gái ơi. Cái dạng màu này nó sẽ là màu nhu đúng chị, màu nhu kiểu nó sẽ kiểu nhẹ nhàng cho mình. Miễn ship hả em? Dạ đơn 100 ngàn là miễn ship rồi chị Thảo Phương ơi. Mình mua đơn 500 là em gái miễn ship rồi chị, chỉ cần đã trả đúng số tiền mình mua sản phẩm thôi chị. Đây em miễn ship cho mình luôn chị gái. Rồi còn chị đẹp nào ưng ý nụ thì comment với em với chị mua nụ đi. Ví dụ mình lần đầu tiên mình mua bông tai mình không biết lựa mẫu nào, cứ lấy nụ dùm em chị ơi, đơn giản mà đeo sen nữa. Đơn giản mà đeo sen nữa chị gái, đúng không? Này. Ồ, đeo lên, đeo ngọc trai cái cảm thông phải chị, mình đeo trang sức là mình đã cảm thấy mình tự tin hơn rồi. Tại người ta nói người phụ nữ mới gì nhất dáng nhì da, mà thứ ba là trang sức. Ví dụ bây giờ mình đi mà đi đám tiệc đúng không chị gái, mà không đeo trang sức cảm giác nó mình thiếu một cái gì đó vậy, và thiếu luôn cái sự tự tin luôn. Cho nên mấy chị gọi là mình cứ mua sẵn trang sức đó, cái việc gì cần ấy là đeo chị ơi. Rồi đây nè chị Thảo Phương các em ơi, nụ 9 ly cam hả? À mà hồng cam đúng không chị ơi? Hồng cam 9 ly, ok chị Thảo Phương nè. Đây em, màu hồng cam nó là dạng màu tươi với chị, nó đeo giúp cho mình trắng da đó nha. Màu này kiểu màu hồng cam là màu sen thời thượng á. Đây ok chị gái kem luôn, em chúc nụ hồng cam 9 ly nè. Hello, hello, chào chị Linh Phương của em nè. Rồi đó coi, cảm ơn, chào chị gái. Hôm nay có thích mẫu nào comment cho bé Đại nè chị Linh Phương ơi. bữa mua đôi nụ giờ mua thêm gì nữa không chị ơi? Mua dây chuyền hay là nhẫn gì em cho cùng bộ cho nó đẹp không chị gái? Mua cùng bộ cho nó đẹp không chị gái? Ha. Chị lấy nụ tia 8 ly. À nhẫn rồi em đưa. Đây nha chị yêu ơi. Chị lấy nụ tím 8 ly nha em gái. Vậy rồi ok chị nè. Lên lại dùng cô bông tai 8 ly chúc bạn. Bông tai 8 ly chúc bạn nụ đúng không cô? Mình lấy màu trắng thôi cô ơi. Đây 8 ly chúc bạn nè cô. Cô Thương bữa có mua hàng con rồi nè, bữa mua cho cô bé Đài bộ 4 này đúng không? Đây nè cô ơi, 8 ly nè cô. Mình muốn lấy chúc bạn đúng không cô? Cô lấy chúc bạn thì cô làm chúc bạn cho mình nha cô nha. Đây con sẽ làm bông tai nụ chúc bạn cho mình. Đó, chúc bạn là kiểu như vậy nè. Đó, mình sẽ bặn bặn vô như vậy đúng không cô? Đó. Đây nụ thì em có hai loại nha mấy chị, một là chút đẩy, hai là chút vặn. Mình muốn lấy chút vặn thì em lấy chút vặn cho mình. Rồi để con đeo thử cho cô xem nha cô. Lâu quá mới lấy cô lên like cái bé Đài nè. Rồi nụ 8 ly này bên con có giá là 500, con giảm cho mình là còn 400 ngàn nha cô ơi. Giá là 500, con giảm cho mình còn 400 ngàn. Đây con đeo 8 ly cho cô xem nè. Cô muốn lấy chút vặn thì để con làm chút vặn cho mình luôn cô ơi. Tại vì hai tay nụ này là bên con có hai loại, một là chút đẩy, hai là chút vặn. Nếu mà cô thích chút vặn thì cô làm chút vặn cho mình. Cô thích chút vặn thì cô làm chút vặn cho mình nha cô nha. Rồi còn chị nào mình xem like các em thích mẫu sản phẩm nào thì comment giùm em gái nè. Đó, cô chút đơn này cho mấy đại xin chủ ok luôn nha cô ơi. Giá giảm cho mình chỉ còn có 400 ngàn thôi cô. Với lại là hôm nay tặng quà cho mình luôn, tặng cho cô hai phần quà luôn. À, hôm nay là tặng hai phần luôn nha cô ơi. Nhận hàng mình được kiểm tra đeo thử chú hình tiền. À, cô Thương Nguyễn là có hàng bên con rồi nè. À, biết chất lượng bên nhà con thế nào đúng không? À, trăm người bán vẹn người mua hơn nhau là sự uy tín. Nên anh chị nào mà còn ngần ngại về sản phẩm hay là mình có thắc mắc gì thì cứ comment cho em gái nè. Rồi cô có lấy nụ 8 đi chút bạn thì comment cho con xin chủ ok luôn cô ơi, để con gửi về cho mình luôn. Gửi về địa cũ cho mình luôn cô, khỏi gọi. Chốt vặn kiểu 146 hả? Không có cô ơi. 146 nó chỉ có chút đẩy nữa à. 146 nó chỉ có chút đẩy nữa à cô. Còn chốt vặn thì bên con chỉ có nụ thôi. Chốt vặn thì bên con chỉ có nụ thôi à. Còn 146 là bên con là chút đẩy. Thôi cô ơi, 146 bên con không có chút vặn. Chút vặn là bây giờ là con chỉ có duy nhất cái bông tai nụ mới có chút vặn nữa cô. Có bông tai nụ bên con mới có chút vặn thôi à. Còn 146 thì nó là chút đẩy cô ơi. 146 nó là chút đẩy. Rồi còn chị nha, mình xem lại cái mình ưng ý được mẫu nụ nào thì comment giúp em gái như vậy. Đây 146 là bên con có chút đẩy thôi, cô lấy chút đẩy đi. Cô lấy chút đẩy được không? Đang con đeo thử cho cô xem nè. Hay là cô lấy chút đẩy được không? Hả? À.
Ngoài đường là cũng vắng người đi hết chơi, ở đây Ngọc đẹp huống chi là có quà nè. Hôm nay tặng quà xịn cho mấy chị gái kem luôn à, còn mua đơn hàng trên 5 triệu đồng à, tặng cho mấy chị là Ngọc tiềm thù luôn, cốc ngậm tiền đúng không mấy chị. Mua đơn hàng trị giá 5 triệu đồng hôm nay em tặng cho mấy chị là cốc ngậm tiền, còn gọi là Ngọc tiềm thù mấy chị, mang đến may mắn nè, tài lộc, thu hút những điều không may mắn, thu hút những điều may mắn và tránh đi những điều không may mắn cho gia đình mình luôn mấy chị à. Nhất là mấy chị đang làm ăn buôn bán, mấy chị nên sở hữu cốc ngậm tiền vậy nha, thu hút tài lộc cho mình luôn chơi. Chỉ với đơn hàng trị giá là 5 triệu đồng thì bên em sẽ tặng cho mình luôn đây, chỉ với đơn hàng trị giá là 5 triệu đồng thì bên em sẽ tặng cho mình luôn. Bên con bây giờ bông em ơi, nay nhận bông nụ ưng ý lắm. Dạ rồi, cảm ơn chị Thảo đi nè. Sao coi bây giờ một là bên con có bông 146 này là con chỉ có chút đẩy thôi, chút đẩy đó cô, còn chút vặn nó có gì, chút vặn là nó có nụ thôi à cô, chút vặn thì có nụ thôi à. Hay là cô muốn xem mẫu nào khác không lên cho. Còn chị nào mình xem nay cái em lựa mẫu nào được comment giúp em nha chị gái nha. Nếu mà cô thích chút vặn thì em lấy nụ đi cô. Vòng 146 8 ly màu trắng hả? Dạ rồi ok chị. Chị gái Thương Nguyễn nè. Ok cô Thương Nguyễn nha. Vậy là con chốt cho cô 146 8 ly màu trắng đúng không? Rồi ok cô gửi về địa chỉ cũ khỏi gọi luôn nha cô ơi. Cô gửi hàng cho mình đi luôn khỏi gọi nha cô. Cô nhận hàng của con rồi hồi trưa. Trầu nè đẹp lắm con gái. Dạ cảm ơn cô Ngọc Hiền nè. Cảm ơn cô. Rồi nè cô Thương Nguyễn ơi, vậy là con gửi hàng cho mình đi luôn nha cô. Cô có mua hàng bên con rồi, có địa chỉ rồi. Nha con chốt cho mình bông tai 146. Bông này là bông chúc đẩy nha cô nha, ngọc 8 ly. Giá là 699.000 nha cô ơi. 699.000 con miệng phí xích tặng cho cô là hai phần quà. Rồi cô đồng ý thì coi con gái xin chủ ok luôn cô ơi. Cô đồng ý thì cho con gái xin chủ ok luôn nha cô nha. Đây. Mẫu bông tai 146. Bông chúc đẩy mình đeo ôm sát tay rất là đẹp luôn. Con mua sản phẩm này thì con miễn phí ship cho mình luôn, khỏi cần tốn tiền ship luôn cô. Chị gái Trần thì chút lon vòng cổ em đeo bao nhiêu hả? Rồi ok chị gái, để bé làm một xíu như chịu nha. Để em gái lên vòng cổ cho mình xem luôn nha chị. Đây. Rồi cô lấy mẫu này cho bé Đài xin chủ ok luôn cô ơi. Mua ủng hộ bé Đài con một đơn. À còn chị nào xem like cái em thích mẫu nào thì comment giùm em gái luôn ạ. Hôm nay em có bông tai toàn ten mẫu mới nha mấy chị ơi. Hôm nay có bông toàn ten mẫu mới nữa. Chị nào muốn xem bông toàn ten thì nói em gái nha. Hôm nay có nhiều siêu phẩm lắm mấy chị. Hôm nay bông toàn ten là có nhiều siêu phẩm lắm. Chị nào muốn xem bông toàn ten thì comment giúp em. Dạ rồi. Giờ tiếp theo nữa em lên nụ trắng 400 ok chị Thúy Vũ nè. Rồi em chúc cho chị Minh Ánh nụ 8 đi ok chị gái cho em luôn. Chị nào chúc nụ comment nụ kèm số điện thoại là có đơn cho mình liền mấy chị. Có đơn là có quà, mà có cầm manh là có sản phẩm đẹp cho mình luôn ạ. À. Rồi vòng cổ này em đeo đúng không chị gái ơi. Chị Trần Thị Trúc Lan là vòng cho cô xin chốt đẩy nhựa. Ok dạ rồi, vậy con cho cô xin vài cái chốt nhựa nữa đúng không. Ok cô, không thành vấn đề. Dạ rồi, cảm ơn cô ủng hộ con nha. Cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Còn chị nào xem like cái em thích mẫu nào thì comment giúp em luôn. Dạ con tặng cho mình thêm cái chút vàng, cái chút nhựa nữa. Ok cô. Rồi đây là một vòng cổ, em đang đây là vòng cổ B6 chị ơi. Ngọc B6, ngọc viên ngọc trai là ngọc 6 ly, viên ngọc tròn đều đẹp luôn. Loại này em đeo nó sẽ là loại kiểu ngắn á chị, loại kiểu ngắn, cái này loại chỉ có 40 cm thôi, nhưng mà mình đeo nó không có bị sát cổ đâu, kiểu vừa vừa cổ như vậy thôi chị. Vòng cổ B6 thì bên em con có giá là 2,5 triệu, 3,2 triệu, nhưng mà cái chị mua trên live giảm cho mình chỉ còn có 2,5 triệu thôi. Dây thì dài 40 cm, nhưng mà bên em vẫn làm cho mấy chị là cái loại khóa, nó sẽ là cái loại khóa tăng đua. Ví dụ có chị khách nào mình muốn đeo dài hơn nữa thì mình có thể mình lấy cái khóa chị, ai cái khóa nó kiểu như vậy nè chị. Mình muốn đeo cái loại là tăng đua, mình muốn đeo dài hơn cũng được đó, rất là đơn giản luôn mấy chị cả nha. Mẫu vòng cổ B6 bên em, cái này á là dành cho những chị nào, vòng cổ này dành cho những chị nào mà thích đeo vòng cổ mà mình muốn đeo trẻ nè, đeo sang thì mình lấy vòng cổ B6 giùm em. Loại này em thấy đang rất là đúng chung nè, đang cực kỳ được thịnh hành đúng mấy chị. Em đi đám đi tiệc hoặc là em thấy đi những, nhất là những cái chị mà làm ăn buôn bán nè, kinh doanh hay là đi đám tiệc em thấy đeo cái gọi loại là vòng rất là nhiều. Đang rất là ưu chuộng đúng mấy chị ơi. Đây, mẫu sản phẩm vòng cổ B6 để em cho mấy chị xem cái ngọc của nó là ngọc 6 đi nhưng mà đẹp lắm. Tại vì ngọc cái này là ngọc ngoài loại B bên em. Cái viên ngọc trai nó tròn đều lên tới 98% nè mấy chị.
Đây à, viên ngọc trai nó tròn đều lên tới 98% mới chơi cái loại này ngọc cao cấp bên em. À, loại cao cấp bên em mấy chị gái, ngọc là size ngọc nó chỉ có 6 ly thôi. Size ngọc nó chỉ có 6 ly thôi nhưng mà nó không bị nhỏ quá đâu, nói chung là em thấy đeo như vậy là đẹp rồi. Và tại vì cái loại này sẽ dành cho những chị nào mà mình thích kiểu như là thích đeo chuỗi cổ á, mình muốn đeo nó không bị không bị quá tuổi của mình muốn đeo cho giúp cho mình trẻ ra nhìn nó sang hơn. Để vòng cổ B6 giùm em, giá giảm cho mấy chị là còn 2,5 triệu. Rồi chị gái Trần Thị Trúc Lan các em là ưng ý mẫu vòng cổ này thì comment giùm em. Chị mua vòng cổ này em tặng cho chị một cái hộp nhung luôn. Đây. Khi mua vòng cổ ngọc trai làm em đeo thử lên tay chị xem ạ. Em đeo thử lên tay chị xem. Vòng cổ anh chị hay là chị muốn xem vòng tay B6 luôn. Chị muốn đeo lên cái vòng tay B6 đúng không? Luôn ở vòng tay đúng không? Chị để em một xíu nha. Để mấy đàn xíu nha chị ơi. Đây khi mấy chị mua là em sẽ để cho mấy chị mua vòng cổ là sẽ tặng được một cái hộp nhung như vậy nè mấy chị, rất là sang luôn. Kèm trong đó là một cái thẻ bảo hành 3 năm của bên em. Đây hộp nhung mấy chị gái, rất đẹp luôn. Đó, sang xịn miệng cho mấy chị luôn. Còn với lại là sẽ có quà, vẫn có quà cho mình. Quà tặng hôm nay thì phải nói là khỏi bàn mấy chị. Quà tặng hôm nay mình tặng cho mình là một cái vòng tay mắc hũ tỳ hưu cho đơn hàng trị giá 2 triệu đồng trở lên và kèm theo đó một cái mặt đồng tiền và mặt di lạc viền vàng. Tổng cộng mấy chị sẽ nhận được 3 phần quà. À, mua đơn hàng trị giá 2 triệu đồng trở lên thì tổng cộng mấy chị sẽ nhận được lên tới 3 phần quà nè mấy chị. Cho nên là mua like các em gái cho mấy chị không cần phải lo nha. Em gái luôn có những phần quà đặc biệt dành riêng cho khách bên em và duy nhất em gái chỉ tặng trên like thôi mấy chị. Còn nếu mà kết thúc like là em gái sẽ kết thúc chương trình quà tặng luôn. Chị Ngọc ơi Trần nè, rồi em đeo thử với mình nha chị Ngọc ơi. Chị Trúc Loan, chị 50kg đeo hợp không em chị ơi? 50kg đeo sen nha. 50kg là đeo sen luôn, chị lấy vòng cổ này cho em chị gái. Cái này mà chị mua, chị mặc váy cũng được. À, mặc váy áo dài như em là thước tha duyên dáng rồi chị ơi. Còn không chuẩn bị đi tiệc đúng không? Chị đi tiệc giùm em. Dáng người của mình chỉ cần một mặc một cái váy đầm đơn giản thôi. Chị đeo một cái vòng cổ giùm em thôi là đủ nổi bật rồi chị. Đó rồi, để em đeo luôn vòng tay cho mình nha chị Ngọc Yên ơi. Em có bán vòng tay luôn mấy chị. Vòng tay em cũng loại 6 ly luôn. Nếu mấy chị nào lấy vòng tay luôn là 1,3 triệu. Đây, vòng tay luôn là 1,3 triệu nha chị ơi. Nè. À, chị Hoa Ly có bông một hộp mà 6 ly xét tay. À là chị thích hoa nụ đúng không? Dạ có luôn chị yêu ơi. Đây có luôn chị gái em ơi. Rồi chị đẹp của em Trần Thị Trúc Loan nè, có lấy vòng cổ B6 thì comment giùm em luôn nha chị ơi. À, nhìn xinh gái hẳn liền với chị ha. Bà cho nói người phụ nữ của mình mà nhất dáng nhì da, thứ ba là trang sức ra đường mà thiếu trang sức là không được chơi. À, để em lên cho mình xem nụ 6 ly. Nụ 6 ly bên em có giá giảm cho mình là còn 400 ngàn nha chị gái Hoa Ly ơi. Đây chị, đây nụ 6 ly bên em. Đó, mình thích cái kiểu nụ này đúng không? Đây. Chị sen bông, vòng cổ bao nhiêu em hả? Rồi để em lên lại vòng cổ chị. À, chị Trần Trúc Loan rồi ok, em gái thấy số điện thoại của mình nè. Em chốt cho chị Trúc Loan vòng cổ B6 em đang đeo nè, cảm ơn chị Trúc Loan luôn nha. Rồi đây nè chị Hoa Ly ơi. Có bông một hộp 6 ly xét tay em có luôn chị, đây 6 ly. Giá là 500, mình mua trên like là giảm còn có 400 thôi nha chị ơi. 400 ngàn thôi, nụ 6 ly. Bông là bông trúc đẩy, trúc này bằng bạc ý cao cấp 925. Mình đeo sẽ không có sợ bị đen, không xỉn màu và không người diễn da. Tại vì cái này bên em là bằng bạc ý cao cấp chị. Em đeo cho xem. 6 ly thì giá giảm cho mình là còn 400 ngàn nha chị. Chị gái Hoa Ly các em ơi. Lấy nụ thì comment giùm em luôn chị yêu ơi. Lấy nụ thì comment giùm em luôn chị. 400 ngàn đôi nụ thì đơn giản, chị đeo ở nhà thường xuyên cũng được, hay là mình đeo đi làm nha chị ơi. Đây rất là tiện lợi luôn. Rồi chị nào mua cả bộ giùm em là xuất sắc luôn nè. Rồi chị sen bông ơi, vòng cổ hả? Vòng cổ con đang đeo bao nhiêu vậy con gái? Dạ. Rồi chị sen bông với lại cô Ngọc Hiền nè. Chị sen bông vòng cổ thì em đang đeo có giá là 3,2 triệu. Mua ngay bây giờ em giảm cho mấy chị chỉ còn mức giá là 2,5 triệu thôi. Loại vòng cổ này em đeo là vòng cổ ngọc 6 ly. Viên ngọc trai tròn đều đẹp, chuỗi dài là 40cm. Có mặt không ạ? Có gì chị ơi? Có gì chị đẹp? Chị muốn hỏi gì? Có mặt dây chuyền hay sao? Chị muốn hỏi gì chị ơi? Chị Honey các em chị hỏi mẫu gì? Ok con gái nè. Rồi đây nha chị gái sen bông ơi, vòng cổ em đeo là loại này nó chỉ dài có 40cm thôi. Loại chuỗi này em đeo sẽ giúp cho những chị gái nào mà muốn đeo chuỗi cổ
À có miễn ship không ạ? À dạ, chơi đơn hàng trên 500 ngàn thì mình sẽ được miễn ship. Còn nếu mà dưới 500 ngàn á, thì Vũ giúp em là 20 ngàn miễn phí đó chị. Dạ, nếu mà chị mua đơn 500 thì em sẽ miễn ship. Còn nếu dưới 500 ngàn thì Vũ giúp em chỉ có 20 ngàn tiền phí thôi chị. Ở đâu cũng vậy, chỉ có 20 ngàn tiền phí thôi. Nhưng mà hôm nay nếu mà chị mua trên live của em á, mình mua cái đơn hoa tay nụ này, chị sẽ được nhận thêm một cái phần quà nữa. Chị sẽ nhận được thêm một cái phần quà hai món bên em, là vòng tay tỳ hưu và mặt hư không Bồ Tát. Thì quà này em chỉ tặng cho những khách nào mua trên live. Em khi mà em tắt live này không có quà. Đây nha chị, mà hôm nay mình mua thì nếu mà mua bây giờ luôn á, mấy chị mua trên live thì sẽ nhận được một cái phần quà đặc biệt ở nhà nha, là được tặng hai cái món quà này nha chị ơi. À, rồi chị Holly, cái em lấy mẫu này để comment giùm em. Còn mình mua đơn trên 500 ngàn này miễn ship luôn chị. Rồi em giúp chị Lưu Cẩm Hương vòng cổ B6, ok chị Lưu Cẩm Hương nè. Chị Sen Bông ơi, chị đẹp của em ơn ý mẫu này thì comment giúp em. Hay là chị có thể chị gái của em mình cho em xin độ tuổi hay là cái chiều cao cân nặng để em tư vấn cho mình cho chị ơi. Chị có sợ bị nhỏ quá hay là bị ngắn quá thì chị cứ yên tâm. Loại này mình đeo không sợ bị ngắn đâu chị. Kiểu nó vừa cổ nhưng chị gái không bị ngắn. Với lại là em có làm ở phía sau á, em làm chị thêm một cái khóa tăng đua nữa, ví dụ chị muốn đeo dài hơn nữa vẫn được chị, nhưng mà mình lấy cái loại này thì nó giúp cho mình đeo thì nó trẻ hơn, nhìn nó sang hơn chị gái. Rồi chị đẹp của em, chị gái hoa ly, em lấy nụ 6 ly thì comment giùm em gái nha chị ơi. Nhãn hàng mình có quyền kiểm tra đeo thử luôn nha chị, nếu mà không đúng mẫu mã trên line thì chị cứ việc gửi trả về cho em. Nhớ dùm em nhãn hàng có quyền kiểm tra đeo thử. Với lại là mua sản phẩm Ngọc Trai bên em á, thì mỗi khách hàng mình sẽ luôn có kèm trong một cái gói hàng của mình là một cái phiếu bảo hành lên tới là 3 năm. Bên em bán hàng có kèm phiếu bảo hành đúng không chị, cho nên là mua trang sức Ngọc Trai bên em cái chị gái yên tâm. Đây về bảo hành bên em. Trong thẻ mình sẽ có số điện thoại nè, có địa chỉ bên cơ sở bên em luôn. Còn mặt sau á, chính là cái thời hạn bảo hành của mình. Bảo hành 3 năm luôn nha mấy chị ơi. Nói chung mấy chị mình mua thì mấy chị gái mình mua mình cũng phải lựa chọn cái nơi mà nói chung uy tín để mình mua sản phẩm mấy chị, đúng không? Chứ để mấy con mấy chị gái mình lựa những nơi không uy tín mấy chị mua là nói chung là mình vừa mất tiền mà mình mua ngay cái sản phẩm nó không được chất lượng mấy chị. Cho nên là mấy chị mua trên thì khi mà bên em bán hàng thì nói chung là trăm người bán vẹn người mua hơn nhau là sự uy tín. Đó, nên bên em bán hàng phải được là gần 20 năm nay rồi. Về chất lượng thì mấy chị yên tâm. Rồi chị đẹp của em lấy mẫu nụ này để comment giùm em luôn nha chị ghê quay. Rồi chị gái sen bông của em nè. Chị sen bông lấy vòng cổ này không chơi? Không, còn nếu mà còn không thì em có loại 8 ly nữa. Em có loại vòng cổ 8 ly nữa chơi đây. Em có loại 8 ly nữa, loại này em đeo là loại 6 ly thì là loại nhỏ. Còn nếu mà mình mua vừa đeo quá thì là 8 ly. Mua hàng được đeo thử phải không em? Dạ đúng với chị. Mình mua hàng bên em đặc biệt mua cổ là mỗi một chỗ là bên em sẽ có những cái chương trình rất là đặc biệt cho khách hàng, có đủ quyền lợi cho mình luôn. Khi nhận hàng á, là mấy chị không cần, khi mấy chị đặt hàng mình không phải cần phải đặt cọc cạc hay là chuyển khoản gì hết. Mua hàng bên em mấy chị cứ nhận hàng kiểm tra đeo thử giúp em gái nha, đúng mẫu mã trên line, đúng sản phẩm mình đặt mình hãy nhận, còn không đúng á, thì cứ việc gửi trả về cho em và mấy chị sẽ không tốn bất cứ một cái phí gì hết, nên là cứ yên tâm nha chị ơi nha chị. Còn hôm nay có đội chuỗi 8 ly, 8 ly thì vừa đeo mấy chị, giá là 2,5 triệu. Em giải cho mình là còn 2 triệu đồng. Vòng cổ đây là C8, cái loại loại C8 mấy chị. Nay chị nhận được lắc tay đẹp lắm em. Dạ rồi, còn chị nào ưng ý nụ nữa thì comment giùm em gái nha mấy chị ơi. Chốt nụ kèm mã kèm số điện thoại em lên đơn cho mình luôn chị gái. Ví dụ em có nhiều, nói chung là có nhiều chị khách em á, mình chưa biết về trang sức ngọc trai đúng không, nhưng mà mấy chị gái kia mình mua thử một lần mấy chị. Bình thường mình đeo bạc đeo vàng thì hôm nay mình thử mình đeo trang sức ngọc trai giùm em. Đeo mình thay đổi bản thân mấy chị. Mình là phụ nữ mình luôn luôn làm mới bản thân, làm đẹp cho bản thân mình, chứ phụ nữ nó không có để mình bị phai tàn theo thời gian được nha. Làm đẹp cho mình, ví dụ mình ra đường mà ông xã có người khen mấy chị, có người xem mình á, ông xã ví dụ mình cũng phải gọi là cũng gọi là hãnh diện về người vợ của mình mấy chị. Chị Phương bích em lên vài mẫu vòng cổ chị xem. Dạ rồi ok chị gái nè, đây em đang lên cho mình xem nè chị. Còn không thì em có loại ngọc này là ngọc 8 ly thì nó là loại ngọc vừa đeo luôn, 8 ly là vừa đeo mấy chị. C8 cái màu em đang cầm là màu trắng hồng. Màu em đang cầm là màu trắng hồng mấy chị. Đây, màu trắng hồng mấy chị gái. Rồi em giúp chị Bảo Linh lấy nụ 8 ly màu trắng ok chị Bảo Linh nè. Rồi còn chị nào ý nụ mấy ly thì comment giúp em luôn nha chị ơi. Đây, vòng cổ C8 em đang cầm là sai ngọc 8 ly mấy chị gái. Có giá giảm cho mấy chị gái cho em là còn 2 triệu đồng. 2 triệu rưỡi mẹ em giảm cho mình chỉ còn có 2 triệu thôi nha chị gái ơi. Đây, mẫu sản phẩm vòng cổ C8 bên em. Đây nha chị gái. Vòng cổ C8 thì dòng cổ này chiều dài của nó sẽ là
45 cm với lại là ngọc trai. Mấy chị để mà biết được cái cách mà để mấy chị phân biệt ngọc trai á, chỉ cần mấy chị nhìn kỹ vào cái viên ngọc trai giùm em đây, mấy chị sẽ thấy trên con trai nó sẽ có để lại một cái vết văn văn này mấy chị. Đôi đây được gọi là cái vết sinh trưởng của con trai, tại vì trong quá trình mấy chị con trai nó hình thành nó sẽ để lại một cái vết văn, đây được gọi là văn sinh trưởng mấy chị. Và đây cũng là một cách để mấy chị mình phân biệt được đây là ngọc trai thật. Còn nếu như mấy chị mua phải một cái viên ngọc trai, một cái vòng chuỗi ngọc trai mà nó tròn đều 100% hết và nó giống như là nói chung là nó tròn đều hết trơn mấy chị, thì em nói chị nghe, chị có đúc trong khuôn ra thôi. Còn ngọc trai thật bắt buộc nó sẽ có văn mấy chị, ngọc trai thật bắt buộc nó sẽ có văn mấy chị gái nha. Chị Mỹ Nhi chúc chị cho chị C8 rồi, ok chị gái nè. Có mấy màu em? Dạ chị Phương Bích ơi, cái loại chuỗi này thì em có cho chị là ba màu, màu trắng em đang cầm là trắng hồng nè, màu thứ hai em có nữa là màu hồng bánh cam chị, mà hồng cam mà đeo trẻ lắm mấy chị ơi, hồng cam đeo giúp cho mấy chị đeo kiểu sang thời thượng mà rất là trắng da luôn ạ. Màu này mình đeo rất là trắng da lắm chị, mẫu vòng chuỗi cổ C8 anh em, màu ngọc là màu hồng bánh cam. Màu này thì nói chung là cũng giá giảm cho mấy chị là còn 2 triệu đồng luôn. Đây, hồng bánh cam nó là kiểu dạng màu tươi với mấy chị. Đó, mình đeo vô sẽ giúp da mình trở nên nó hồng, nhìn nó trắng da hơn nha chị gái ơi. Đó, và em có luôn màu tú quý nữa chị ơi, có luôn màu tú quý nữa. Đây, màu tú quý là tổng cộng nó có 4 màu ngọc. Tượng trưng 4 mùa, xuân hạ, thu đông, 4 mùa ấm no hạnh phúc luôn mấy chị. Cái này mặc áo dài mà đi đi chúc Tết mấy chị, mà đeo theo cái chuỗi cổ này nói mấy chị ơi, nhìn duyên dáng cực kỳ. Chị Tiến Hàng Bắc Ninh, em lấy vòng cổ C8 màu trắng rồi, ok chị gái chốt đơn nè. Rồi còn chị đẹp nào lấy vòng cổ C8 thì comment giùm em gái luôn nha chị ơi. Đây, giá giảm cho chị chỉ còn 2 triệu rưỡi, mua trên Lam giảm cho chị còn có 2 triệu đồng thôi. Mã sản phẩm vòng cổ C8 màu tứ quý bên em. Màu tứ quý rất là đặc biệt như vậy, nó tới 4 màu ngọc lận. 4 màu ngọc tượng trưng 4 mùa, xuân hạ thu đông, 4 mùa ấm no hạnh phúc luôn. Chị Trần Khánh Linh, em mới nhận hàng đẹp lắm á. Dạ rồi, cảm ơn chị gái luôn nè. Bởi vì em nói mấy chị ơi, trăm lời quảng cáo của em cũng không bằng một phản hồi khách hàng mấy chị. Cho nên mấy chị mua hàng của em cứ nhìn vào phản hồi bên em là biết được mấy chị, đúng không? Nếu một nơi mà ta bán hàng kém chất lượng mấy chị, khách mua về là người ta bỏ chạy mất tiêu rồi mấy chị. Còn bên em mấy chị thấy là ngày nào tem like cũng được xuyên suốt gần 10 năm nay rồi. Về chất lượng thì mấy chị mình hoàn toàn mình an tâm. Tụi em là gọi là phải dám là đưa cái gương mặt xinh đẹp ra đảm bảo sản phẩm cho mấy chị là không cần phải lo luôn. Rồi chị Phùng Cẩm Nhung lấy vòng cổ 2 triệu, ok chị gái nè. Rồi còn chị nào chốt vòng cổ C8 nữa thì comment giúp em gái nha chị ơi. Đây, có ba màu đúng không chị, màu trắng hồng, màu hồng bánh cam và màu hồng bánh tím. Còn chị nào nói em ơi màu nào cũng đẹp quá làm sao biết chuyết lựa, để em tư vấn cho. Chị nào không biết lựa màu nào nói cho bé này xin cái độ tuổi nha, để em gái tư vấn cái màu ngọc phù hợp với mình luôn á chị, phù hợp với độ tuổi của mình luôn, giúp mình đeo lên cảm giác nó hợp với mình độ tuổi mình mà đeo còn giúp cho mình trẻ ra nữa nha chị gái. Rồi chị Ngọc Mai, chị lấy vòng cổ B6, B6 thì 6 ly nha chị đẹp ơi. B6 là 6 ly là giống em đeo nè, có giảm cho mình là còn 2 triệu rưỡi. Rồi, còn chị nào xem like các em thích vòng cổ ngọc trai nữa thì comment giùm em gái nha chị ơi. Thích vòng cổ ngọc trai thì comment cho em gái luôn. Ở nãy lên vòng cổ mấy chị đẹp của em có lựa được mẫu nào chưa nè? Hay là thích vòng tay, em có vòng tay vòng cổ luôn chị. Còn không thì mình mua cả bộ ha. Còn không chị nào mình thích cả bộ thì em lên bộ cho mình. Còn mẫu lẻ thì em đang nói chung nhiều. Em mẫu nào cũng có chứ, em có bông tai lẻ cũng có, bông tai thì cũng có hai loại. Sát tai và toàn ten. Còn không thì em có dây chuyền ngọc trai nè, chuỗi ngọc trai, nhẫn, nói chung là lẻ cũng có mà bộ cũng có. Đó, chị nào mình có nhu cầu mua sản phẩm nào á thì cứ nói em điểm lên cho, mấy chị đừng có ngại nha. Rồi mình lên làm đẹp cho mình mà ngại ngần gì mấy chị, đúng không? Mình là phụ nữ làm đẹp cho bản thân mình là không có ngại mấy chị ấy ơi. Chị xem vòng cổ có mặt hả? À ok chị đẹp luôn. Vòng cổ có mặt đúng không chị gái ơi? Đây vòng cổ có mặt là em có mẫu này. Đây. Đây là chị. Vòng cổ có mặt là em có vòng cổ M809 nha chị Phương Bích đây. Cái này thì nó sẽ có kèm một cái mặt là mặt bằng bạc nha chị gái ơi. Cái mặt này bên em làm từ bạc ý cao cấp 925. Bạc đeo không bị đen, không xỉn màu và cũng như là không gây dưỡng da cho mình. Đây là mẫu vòng cổ M8009 bên em nè chị gái. Đây nè chị ơi, cái này thì nó có kèm thêm một cái mặt. Nhìn mấy chị đeo nó sẽ nhìn nó nổi bật hơn nha chị ơi. Đây. Đeo thì nhìn nó sẽ nổi bật hơn, để em gái đeo thử cho mấy chị xem. Em đeo thử cho mình xem. Hello mấy chị yêu của em nè, chúc mấy chị có một buổi tối thật là nhiều niềm vui luôn ạ. Xem like các em gái thích mẫu sản phẩm nào thì comment giùm em luôn nè mấy chị ơi. Đó mấy chị, nước trong quá thì không có cá, mà mình mọc quạt quá thì không có sang đâu chị gái ơi, đúng không?
À, cho nên là những chị nào mà đang xem like các em á, có cái mẫu sản phẩm nào cần em gái tư vấn thì mấy chị cứ nói nha, đừng có ngại gì. Hay là hôm nay muốn tâm sự với em gì không, hôm nay có chuyện gì buồn không mà xem like cái bên này em re nè. Hả chị gái, hôm nay có chuyện gì buồn không? Cô 57 tuổi, con tư vấn cho cô vòng cổ nào hợp với cô dạ. Nếu mà cô 57 tuổi có lấy vòng cổ C8 cho cô. Dạ, để con lên cho chị Phương Bích xong một con tư vấn cho cô nha. Đây, mẫu vòng cổ này em đang đeo là mẫu vòng cổ M8009. Những chị nào mà mình sợ đeo vòng cổ, mình thấy nó vòng cổ nó đơn giản quá, thì mấy chị mua thêm một cái mặt, mua loại có mặt giùm em, nó sẽ nhìn nó sẽ nổi bật hơn, mấy chị thấy không? À, giá giảm cho chị là từ 4,1 triệu, mua trên line giảm cho chị còn có 3 triệu đồng luôn, luôn chuỗi cổ và luôn mặt, đó, giá hời luôn mấy chị nha. Đây, dây á, với lại là mấy chị nào mua, có nhiều chị rất là sợ có vấn đề là mua kiểu như mấy chị mua mình sợ nó bị đứt, dây dễ đứt á, không có mấy chị. Bên em bán á, bên em làm sản phẩm chất lượng uy tín, chị yên tâm. Dây bên em xỏ nó bằng lõi dây cáp của Nhật. Mấy chị mua những nơi khác nó chỉ xỏ được dây chỉ hoặc là những cái dây cước luôn mấy chị. Còn bên em là loại là bên em là dây dây cá cáp mấy chị. Dây cáp Nhật rất là chắc chắn, mấy chị đeo phải rất là thoải mái dùm mấy đài không sợ bị đứt luôn. Vòng cổ nào nhìn cũng đẹp hết con hả? Dạ, nhưng mà 57 tuổi của cô thì cô sẽ lựa cái vòng cổ như này hợp với độ tuổi của mình luôn cô. À, rồi mẫu vòng cổ M8009, chị nào lấy mẫu này thì comment giùm em gái luôn mấy chị. À, thích đeo chuỗi cổ nổi bật thì lấy mà giùm em nha. Thích đeo chuỗi cổ nổi bật thì lấy mẫu này giùm em luôn nha chị ơi. Đây. Rồi, đây cho chị gái Phương Bích ơi. Giá giảm cho mình là còn 3 triệu đồng chị. À, cái mặt này là mặt lá liễu mấy chị. Cái mặt này bên em là cái kiểu dáng mặt lá liễu mềm mại, ở nhẹ nhàng cho mình, cảm giác mấy chị đeo nhìn nó sẽ sang hơn nha chị gái ơi. Nha. Đã rồi, con chị đẹp nào nghĩ mẫu này thì comment giúp em. Em chúc cho chị Lisa Thanh Bông 146. Dạ, 146 là mẫu này nè chị đẹp ơi. 146 là mẫu này nè chị. Hello chị Đặng Nguyên nè, trời đất ơi, tình yêu của em ơi. Hello chị gái. Trời ơi, nhớ mấy chị đẹp quá, mấy chị đừng có bỏ mấy đài nha. Mấy chị, mấy dù mấy chị mua rồi, mình vô đây mình nói chuyện với em gái cho đỡ buồn mấy chị. Dạ rồi, cảm ơn chị Đặng Nguyên cho mấy đài xin trái tim nè, trời thả chị liền một trái tim liền, cảm ơn chị nha. Dạ đây mong 146 em chúc cho chị gái trà chị Ly, chị đi xa thanh nè. Bông 146 là em giảm cho mấy chị là 699 nha. Đơn giản đeo sang, chị đầu chốt kèm mã kèm số điện thoại giùm em luôn. Chị Phương Bích, chị vòng cổ em đeo vậy rồi ok chị gái nè. Rồi cho mấy đài xin số điện thoại luôn chị đẹp ơi, tặng cho mình ba quà luôn chị. Tin em đi mấy chị ơi. Em gái tư vấn là phải nói hàng trăm hàng triệu cho chị gái rồi, cho nên mấy chị là không cần phải lo. Em mà tư vấn không hợp lên đây bắt đền em đây. Rồi em tặng cho mình là ba phần quà luôn nha chị ơi, cảm ơn chị nè. Rồi đây nè cô ơi, để con này em điểm tư vấn cho cô Hiền Thơ nè. Dạ, nếu mà mình 57 tuổi được có lấy vòng cổ C8 nhưng con đi loại này đơn giản mà hợp với độ tuổi của mình luôn này. Nhưng mà 57 tuổi là tụi vẫn còn trẻ nha, vẫn còn gọi là xuân xanh nha chị ơi. Đây, mẫu vòng cổ C8 bên con rất là phù hợp với độ tuổi của mình luôn. Thì bên con có đang có giá là 2,5 triệu. Con giảm cho mình là 2 triệu nha cô Hiền Thơ ơi. Đây. Dây dài 45cm nha cô. Từ 60, 61, 62kg cô đu đeo xuống thoải mái giùm con. Không sợ bị ngắn luôn. Cái này mà mấy chị gái mà với em mặc giùm em áo dài cũng đẹp nè, áo bà ba đồ lam hay là mình hay đi chùa đi chuyện cái gì, mình đi chùa đi chuyện mấy chị rất ngại là mình đeo vàng nó bạn đúng không, nhìn nó hơi ấy, nhìn thì mấy chị nhiều chị sẽ ngại, nhưng mà mấy chị đeo ngọc trai thì rất là phù hợp luôn. Ngọc trai là mấy chị gái đeo lên vừa thiết, nói chung là cái vòng cổ ngọc trai nó gắn liền với lại tà áo dài Việt Nam, gắn liền với những chiếc áo dài bà ba đồ lam của người phụ nữ mình rồi, cho mấy chị đeo lên là giúp cho mình cảm giác nhìn nó sang nhẹ nhàng hơn, kiểu dáng thanh lịch hơn mấy chị. À, chị Hiền Thơ, con đang đeo C8. À, cô đang đeo C8 hả con? Dạ đúng rồi cô Hiền Thơ, con đang đeo là C8 nè cô. Ở cô mua vòng cổ này thì bên con tặng cho mình thêm một cái hộp nhung nữa cô, để cho mình bảo quản trang sức ngọc trai. Và nếu cô đeo ngọc trai thì mình sẽ tránh tiếp xúc những chất hóa học, chất tẩy rửa giùm con như cô nha. Mấy chị mua ngọc trai mình đang mua đây trang sức ngọc trai thật mấy chị, nên là mình mua mấy chị mình đeo nhớ tránh tiếp xúc những chất hóa học, chất tẩy rửa giùm em nha chị ơi. Đây đây cô, khi mà cô mua vòng cổ là con tặng nhưng mà cô thêm một cái hộp dung như vậy nè, để cô mình bảo quản trang sức ngọc trai cô, ví dụ cô không đeo nữa thì mình cắt vào đây để mình bảo quản cho cô ơi. Đó, dạ rồi cô lấy con vòng cổ này thì comment giùm con nha cô ơi. Chị Đỗ Diễm Hằng, em lên bông toàn ten. Dạ rồi ok chị gái nè, em có bông xét tay, bông toàn ten nữa, mấy chị đẹp của em thích mẫu nào thì comment cho em gái luôn nha chị ơi nè.
Dạ rồi đây nha cô nha, cô lấy vòng cổ C8 thì gầm anh giúp con luôn màu trắng đi cô. Mà lấy trắng hồng đeo cho nó tôn da, tôn dáng lại là con thấy màu trắng hồng đeo đẹp. Không có sợ kén gương mặt nữa cô hả? Không kén gương mặt cũng như là không kén nước da nữa. Rồi, còn gì đẹp nào ý vòng cổ ngọc trai thì comment giùm em gái nha mấy chị. Dạ em qua mẫu bông toàn ten cho mình xem nè. Em có bông sát tay, bông toàn ten nữa. Mấy chị yêu okay, em mẫu nào thì comment cho em gái. Quyết mua trai để đời nhìn cho đẹp, thà mình té sáng một lần còn hơn là le lói suốt trăm năm đúng không? Đó, có nhiều chị suy nghĩ là thà bây giờ trong phút chốc gì ấy, có ví dụ ở nhà thì không có gì chứ đi đám đi tiệc thà lúc đó mình đẹp vậy mình lộng lẫy đó, trời ơi ra đường phải lộng lẫy giùm em. Chị cô Hiền Nô chúc cho cô C8 màu trắng nha con. Dạ rồi ok cô ạ. Rồi cái này cảm ơn cô nha. Mình nhận hàng có quyền kiểm tra đeo thử như cô. Đúng mẫu mã trên like cô nhận giùm con. Còn không đúng cứ việc trả về cho con gái. Dạ rồi để tiếp theo nữa cô lên giùm cô vài mẫu bộ mẫu bông tai toàn ten. Hôm nay em lên mẫu mới nha mấy chị gái. Hôm nay bông tai toàn ten có mẫu mới. Đây lên cho mấy chị đẹp của em chiêm ngưỡng luôn. Rồi. Dạ rồi. Mẫu mới bên con có mẫu này là 2023 là cô bông là bông trúc cài. Bạc dày dặn cho mình luôn. Này là bà bên em làm là chất liệu bạc ý cao cấp 92 năm mấy chị. Đó, mẫu sản phẩm là 2023. Giá là 1 triệu 2 em giảm cho mình là còn 850 nghìn. Mẫu sản phẩm thiết kế là bông khóa cài. À chị Đặng Nguyên hôm nay mẫu mới chị Đặng Nguyên ơi. Chị đẹp Đặng Nguyên hôm nay mẫu mới nhiều lắm chị ơi. Này chị trời bông chốt cài bông sát tay hôm nay nhiều mẫu mới lắm chị gái. Đây là nhìn hơi bị mê luôn á chị. Rồi mẫu sản phẩm bông tai 2023 bên em giá là 1 triệu 2. Em dạy cho mình 850 ngàn. Bông là bông trúc cài. Thiết kế đơn giản cho mình mấy chị gái. Tuy đơn giản nhưng mà không kém phần sang trọng luôn chị. Đây giá dạy cho mình là còn 850 ngàn. Dạ rồi. Tiếp theo nữa là con em có mẫu em có mẫu bông tai là 2022. Đây, nhìn lấp lánh vô mấy chị. 1 triệu 2 em giảm cho mình là còn 750 ngàn. Bông là bông trúc đẩy luôn mấy chị. Trời có chuyện này chuẩn bị đám cưới em là gặp hai ba cái đám cưới rồi mấy chị. Có chị nào chuẩn bị đám cưới là phải sở hữu ngay mấy cái mẫu bông tai này giùm em mấy chị. Này nhanh tay phải sở hữu mấy những cái mẫu bông tai giùm em mấy chị. Đó, đeo là mũi đó là mình gọi là mình là trung tâm của bữa tiệc luôn. Rồi mẫu này bên em có giá giảm cho mấy chị là còn 750 ngàn. 750 ngàn mẫu bông tai là 2022. Thiết kế bây giờ nó có những cái cánh hoa chị rất đẹp đúng không? Phải nói em này mấy mẫu này là không cần phải nói nhiều mấy chị, nhìn vô là mình thấy đủ đẹp rồi. Rồi chị Khuê Hài mẫu mới nhìn đẹp quá. Dạ cảm ơn tình yêu nè. Rồi còn đây tiếp theo nữa em có đây là mẫu 2025. Đây chị cả nha, cái mẫu này chắc mình làm cô dâu luôn mấy chị. Đây chị cả nha, chị Ngọc Phan đeo thử 022 chị xem. Dạ ok chị gái. Tiếp theo nữa em có đây là mã sản phẩm 2025. Thiết kế kiểu dáng cái hình hoa này mấy chị giống gì mấy chị gái, giống hình hoa tiết mấy chị. Cái này làm giống kiểu dáng giống hình hoa tím gì cả nha. Đây có giá giảm cho mấy chị, chị với mức giá là 1,5 triệu. Bông này là 1,5 triệu em giảm cho mấy chị là còn 1,050,000. Đây mẫu kiểu dáng hình hoa tím của chị, bông là bông trúc đẩy nha. Rồi còn đây nữa, bông em có mẫu mới bông móc câu rồi mấy chị. Mẫu mới bông móc câu thì giá là 1,2 triệu em giảm cho mình là còn 799,000. Bông tai hoa tai móc câu mấy chị nào mình đeo mình sợ mình nằm mấy chị, mình gọi là bị cắn tay mình lấy mẫu bông tai giùm em nha. Đeo thoải mái vô tư luôn mấy chị, giá giảm cho mình là 799 ngàn. Ơn ý mẫu sản phẩm này comment giúp em. Rồi chị Đỗ Diễm Hằng ơi, mình đang được mã nào cho chị Diễm Hằng ơi? Đó đây cái bông này em đang đeo là bông bông này em đeo là mã bông 2021, giá là 1,1 triệu em giảm 750 ngàn. Đây thấy bông tai này mấy chị thấy sao? Ấy mấy chị nhìn kỹ nha, ở trên đây nó có hình trái tim rất là đẹp đúng không chị? Đó ôi mấy chị, cái mẫu này mấy chị đeo là không sợ kén tuổi luôn á. Bác nào mình ở tuổi xế tà mà đeo ngay trang sức thì lại là tuổi tiên. Ân ý mẫu 2021 thì comment cho em gái luôn nè chị ơi. Rồi để em đeo thử cho chị Ngọc Phan xem bông 22 ok chị gái luôn. Này này có mẫu mới hoành tráng quá mấy chị ơi. Đây để em đeo thử cho mình xem bông tai 2022 đúng không? Cái này bên em là ngọc trai nuôi cấy nước mặn, bên em kết hợp với lại bạc ý nha các chị gái. Bạc ý mình đeo nó không có sợ bị đen nè, không xỉn màu và cũng như không gây dưỡng da cho mình luôn. Tại vì bạc này bên em bé đeo cũng được, cho nên chị nào mà có bị dưỡng da mình cũng đeo thoải mái giùm em, không có lo mấy chị gái ơi. Rồi đây là mẫu bông tai mã 22 bên em mà chị ơi. Đó chị gái ơi đúng không? Mặc dù là gương mặt cũng không xinh, đeo chút trang sức nó cũng lung linh ngút trời đúng không ạ? Dạ rồi, ơn ý mẫu này thì comment giùm em.
Chị Ngọc Uyên rằng mua hàng mấy ngày nhận được. Chị đặt hàng thì khoảng tầm 3 5 ngày là mình nhận được chị. Nhận hàng thì mình có quyền kiểm tra, đeo thử giùm em gái luôn nha chị ơi. Rồi còn chị yêu nào mình lựa được mẫu nào thì comment giùm em luôn nha chị gái ơi. Còn không nữa để em lên vài mẫu cho mấy chị lựa nè. Còn em có bông tai 89 nè. Đó chị đã thích bông trái tim không? Trái tim tình yêu mấy chị gái cho em ơi. Đây. Có mặt dây chuyền ngọc tầm 9 ly mà bằng vàng không em hả? Dạ có chị ơi. Có luôn chị gái cho em ơi. Để em lên cho mình xem nha chị Thoa Nguyễn. Rồi đây là mẫu sản phẩm bông tai mã 89 bên em, mẫu trái tim đúng không chị? Em có màu trắng và màu đen luôn. Giá là 600, em giảm cho mấy chị là 510. Bông tai 89 mẫu trái tim mấy chị gái. Trái tim anh, trái tim em không rời xa đâu chị. Rồi em lên hết bông tai mấy chị đẹp của em lựa mẫu nào còn manh cho em gái nhé chị ơi. Rồi chị Thoa Nguyễn. Có là chị Thoa em có loại giọt rồi chị. Đây kết hợp với vàng 18K đúng không? Có luôn chị gái ơi, đây nè chị. Mà giá hơi bị hời cho mấy chị gái luôn. Cái mẫu này bên em giá đang rất là chi ăn luôn. Đây nè chị ơi, em có cái S6016, em có màu trắng và màu đen luôn nha. Giá là có 1 triệu 6 mà bên em giảm có 999 ngàn thôi chị. Ngọc giọt 9 ly luôn nha chị ơi. Ngọc giọt 9 ly luôn chị. Em có màu trắng hay là màu đen, chị thích màu nào? Kết hợp vàng 18K, tuổi vàng là 610 luôn nha mấy chị. Mẫu này em có màu trắng Aokoya, màu đen Tahiti luôn. Vàng cam kết là vàng thật mấy chị gái nha. Còn ngọc bên đây là ngọc trai nuôi cấy nước mặn luôn mấy chị gái. Ơn ý mẫu này thì comment giúp em nè. Mẫu sản phẩm S6016 bên em 1 triệu 6 em giảm cho mình còn 999 ngàn cho chị gái nè. 999 ngàn S6016 luôn chị. Ngọc giọt nước nha chị nha. Còn nếu mà chị thích ngọc tròn thì em có S6017 chị. 3 triệu mốt em giảm cho mình là còn 2 triệu rưỡi. Ngọc là 89 ly. Dây nào xỏ cũng được hả em? Dạ đúng rồi chị. Dây của chị mảnh mảnh là mình xỏ được rồi chị gái. Đây dây của mình mảnh mảnh là mình xỏ được rồi chị. Đây đem cho chị cái dây của chị. Đây dây của mình mảnh mảnh vừa là mình xỏ được rồi chị. Giống như cái dây này của em mà xỏ được rồi nè. Đây dây vàng, nói chung dây vàng mấy chị xỏ xỏ máy. Đây giống như cái dây này dây vàng, dây nếu mà cái dây bạc nè đó, cái dây bạc này bên em là xỏ được nè chị đó. Dây vàng mảnh mảnh là mình xỏ được rồi gái, hay to một xíu cũng được nha, hay to một xíu cũng được gái, cũng xỏ được luôn chị. Đem xỏ thử chị xem. Còn chị nào xem nay cái em thích mẫu nào thì comment giúp em chị gái nha nè chị. Tại vì cái khoen này nó cũng không phải nhỏ đó chị gái ơi, ha nó cũng vừa chị, cái khoen nó là vừa luôn chị gái đó. Ai cái dây chuyền mình, dây chuyền gì bự cỡ này là được nè đúng không? Dây cái dây chuyền của chị cỡ đó là chị xỏ đẹp rồi đó. Còn hay là bự hơn xíu cũng được nha chị nha. Dây chuyền mình to hơn cũng được chị gái. Đây to hơn cái dây này cũng được luôn nè chị ơi. Nó đẹp luôn, sang trọng quý phái. Chị có 999 ngàn thôi. Rồi em chúc cho chị Phượng Thủy em lấy không E023. Ok chị Phượng Thủy nè, chị nhận hàng rồi em đeo đẹp lắm nè. Dạ cảm ơn chị Ly Linh nè, cảm ơn chị gái. Đây là chị Thoa của em ơi. Hay chị lấy mẫu này đi chị đẹp. Mẫu này cái dây chuyền mình to một xíu chị xỏ cũng được luôn, thoải mái. Cái dây này em xỏ nó còn dư nè chị. Cái dây này em xỏ nó còn dư nè. Dây chị to hơn xỏ vẫn được luôn dây. À, dây mình to hơn xỏ vẫn được. Chị lấy mẫu này em gửi về địa cũ luôn chị đẹp ơi. Lấy mẫu này em gửi về địa cũ cho mình luôn chị gái nha. Nếu mà chị mua cái mặt này em có quà đặc biệt chị gái. Chị mua cái mẫu này em có quà đặc biệt luôn. Chị mua cái mẫu bông mẫu mặt dây chuyền vàng này, em sẽ tặng cho mình 3 phần quà nặng. Tại vì cái phần cái mặt dây chuyền vàng này đó, nó là cái sản phẩm bên em là sản phẩm chi ăn đó. Chị mua là em tặng 3 quà, chơi quà hơi bị xịn luôn. Vòng mắt hổ tùy hưu, cái vòng mắt hổ tùy hưu này phải mua đơn hàng 2 triệu em mới tặng đó nha. Nhưng mà chị gái kia mình mua cái mặt dây chuyền này là sản phẩm chi ăn cho em, tặng mình 3 quà luôn chị. Em đi thử chị xem nha. Cái dây chuyền này chị có to hơn nữa chị xỏ vẫn được, thoải mái luôn chị nha. Vì chị có dây vàng ở nhà to hơn nữa xỏ vẫn được chị gái. Nhận hàng có quyền kiểm tra đeo thử chị, nhưng mà xỏ không vào được cứ gửi về bên em chị gái. Nhưng mà cái dây chuyền ở nhà mình xỏ không được thì gửi về em nha. Đây để em thử chị xem. Còn chị nào mình xem nay cái em thích mẫu nào thì comment giùm em luôn ạ. Ví dụ mình mua mình nhận về bên em cho chị nhận hàng kiểm tra đeo thử mà. Ví dụ cái dây nhà mình to quá mình xỏ không vừa gửi về bên em chị gái, an tâm. Đây 999 ngàn miễn phí ship tặng cho mấy chị gái 3 phần quà luôn. Chị đẹp sông tuyết em xem lại mặt 999 đây đi chị đẹp ơi, em đang đeo cho mình luôn chị gái. Ôi nhìn xem chị gái ha. Đây
Rồi đây nha chị, yêu của em ơi, lấy mẫu này thì comment giúp em nè chị. Đó. Rồi đây chị gái Thoa Nguyễn của em ơi, lấy mẫu này thì comment giùm em chị. Nhận hàng chị cứ việc kiểm tra đeo thử giùm em gái luôn chị nha. Nha chị yêu của em, nhận hàng mình có quyền kiểm tra đeo thử giùm em gái luôn chị. Đúng mẫu mã trên la mình nhận, còn không đúng cứ việc gửi trả về cho em luôn chị ơi. Đây, chị cứ về kiểm tra đeo thử giùm em. Đó, ví dụ mà chị xỏ cái em mình xỏ cái dây nhà mình không vừa thì trả về bên em được chị gái nha. Mình khách hàng quen có mua hàng bên em rồi là cũng biết chất lượng bên em thế nào rồi đúng không? À, shop bán hàng uy tín chị mua nhiều rồi thích lắm hả? Dạ cảm ơn chị Ngô Thị Đảm Cẩm Thí nè. Rồi chị gái Tho Nguyễn của em lấy mẫu này không chị đẹp của em ơi, lấy mẫu này em gửi về địa cũ cho mình luôn chị gái. Rồi còn chị nào mà xem like các em thích mẫu nào thì comment giúp em. Dầu chơi vàng mà sang mình chi ngọc chơi đúng không? Mà huống chỉ mặt này bên em giảm với chị 1,6 triệu mà giảm cho mình chỉ còn có 999 ngàn thôi chị gái ơi. Cái này mua quà tặng nó cũng sang nè mấy chị ha. À, mua quà tặng hay là mình đeo để dành, mình đeo thường ngày ở nhà mấy chị, để dành mấy chị ví dụ mình đeo thường ngày ở nhà giùm em cũng được chứ. Nó có 999 ngàn đó chị, mà bằng vàng 18k luôn mấy chị gái nha. Vàng 18k luôn, tuổi vàng bên em là tuổi vàng 610 mấy chị ha. À, tuổi vàng là 610. Rồi ưng ý mẫu sản phẩm này thì comment giùm em luôn nha chị ơi. Đó. Rồi em chúc chị xong tuyết, chị lấy mặt ở 999 rồi đồ ok chị xong tiết nha. Rồi em tặng cho mình 3 quà luôn chị đẹp ơi. Đó. Bình thường mình mua là chỉ tặng được 2 món đúng không? Nhưng mà hôm nay là cái phần cái mẫu mặt chi chuyện nó là sản phẩm đặc biệt của em. Đó, em tặng cho mình là 3 phần quà luôn. Vòng tay mắt hổ tỳ hưu, mặt di lạc viền vàng, kèm theo đó nữa là một cái mặt đồng tiền nha chị gái ơi. Đây. Trời ơi, quà đẹp lắm chị ơi. Quà này phải 2 triệu để em mới tặng đó. Dạ rồi, cảm ơn chị gái em nha, chị xong tiết luôn nè. Rồi còn chị nào thích cái mặt S6016 thì comment cho em gái luôn. Đây. Vàng thật ngọc thật cho mấy chị. Rồi hello em chào chị Trúc Hà luôn nè. Chị Trúc Hà xem like em thích mẫu sản phẩm nào thì comment em gái tư vấn cho mình luôn nha chị gái Trúc Hà ơi. Đây chị nào muốn mua mặt dây chuyền vàng 18k nè. Thích cái loại nhỏ nhỏ để vù vù mình đeo, ví dụ mình đeo đi làm đi chơi hoặc ở nhà mấy chị ấy. Kiểu dáng đơn giản á, thì lấy cái mẫu này giùm em ha. À, S6016 mấy chị. Em có màu trắng với là màu đen luôn. Có trắng có đen mấy chị gái nha, có hai màu trắng ha, cô da đen Tahiti. Ơn ý mẫu này thì comment cho em ạ. À. Rồi qua mẫu nè. Chị gái Thoa Nguyễn mình có ơn ý mẫu này thì comment giùm em nha chị ơi. Mình thích rồi, trước sau cũng mua dẹp, mua sớm có sản phẩm sớm mình đeo luôn chịu. Đã rồi đem qua mẫu nha, tiếp theo nữa mấy chị muốn lên mẫu nào? Hộp trên nhẫn chị bị rớt, gửi cho shop gắn lại giùm chị được không? Được tình yêu ơi. Được cho chị Ngọc Huỳnh ơi. Hết dặn em gái chưa chị đẹp? Dạ được cho chị gái ơi, được chị gửi về bên em đi. Trong cái thẻ hoành của bên em có địa chỉ á, chị gửi về bên em đi chị gái. Trời tưởng nhận mấy đài luôn chứ. Dạ rồi, tiếp theo nữa mấy chị thích ân ý mẫu sản phẩm nào thì comment giùm em gái thôi nha mấy chị đẹp ơi. Giờ lên mẫu nào? Bông tai, nhẫn, dây chuyền, chuỗi tay, chuỗi cổ mấy chị gái ơi, giờ lên cho mấy chị vài bông tai nào. Toàn ten hay là xét tay, thích tay là thích vòng tay. Trời nói chuyện cà lâm luôn mấy chị. Mấy chị ơi, nói chuyện cà lâm luôn rồi hết nói được luôn chị gái. Bây giờ em lên cho mình vài mẫu bông toàn ten nha. Chị nào mình xem like các em thích mẫu nào thì comment cho em gái chị. Em tên là Trúc Minh Đài chị gái nha. Em tên nên là Trúc Minh Đài nha chị. Trúc Minh Đài là gái giả trai lắm chị ơi. Chị Võ Hồng Văn lên vòng tay đi em. Dạ rồi ok chị gái nè. Rồi em lên vòng tay xong rồi lên nhẫn chị Trúc Hà xem nha chị yêu nha. Còn giận tại vì đâu có lỗi được. Rồi bữa đó bên em gọi chị quá trì luôn chị ơi. Bữa đó bên em có vô canh những cái anh ở đó bên em gọi điện chị á mà không có được, không chị đâu có, chị đẹp cũng mất máy luôn hay là chứ chị bận hay sao á. Bên em có gọi điện cho mình luôn á chị. Bên em gọi điện để cho chị đẹp đổi hàng mà. Dạ rồi. Dặn sớm chứ không có dặn với đài à. Rồi lên vòng tay cho mình xem luôn nha chị gái em ơi. Ơn ý mẫu nào thì comment cho em gái. Dạ rồi đừng có dặn với đài chị đẹp ơi. Bữa đó bên em có gọi chị mà chắc do chị bận hay sao không nghe á. Bữa đó bên em có đợi điện thoại lại chị để cho chị đẹp đổi hàng á. Dạ rồi đây em lên vòng tay cho mình xem mấy chị gái nha. Bé Đài dễ thương mà. Rồi đất ơi thôi nói gì ngại quá mấy chị đẹp ơi.
Dạ cảm ơn chị nha. Dạ rồi đây, em lên cho mình xem vòng tay ngọc trai bên em nè mấy chị gái. Trời mấy chị khen em thích quá à. Dạ rồi, đây là vòng tay bên em. Vòng tay này loại vòng tay giọt cái chị Hồng Vân ơi. Vòng tay này bên em là loại vòng tay giọt cái chị, giọt 7 đến 8 ly. Loại vòng này bên em chỉ có giá là 700, em dạo cho mình chỉ còn có 500 ngàn thôi chị gái. 700 bên em dạo cho mình là còn 500. Sản phẩm vòng tay ngọc trai giọt bên em, cái này được gọi là ngọc giọt chị. Em có màu trắng anh hồng, còn đây là màu hồng ánh cam nè chị gái ơi. Đó, có hai màu chị, trắng anh hồng và hồng ánh cam. Thì mẫu sản phẩm vòng tay này bên em làm cho chị là cái khóa tăng đưa nha chị gái nha. Làm khóa tăng đưa mình điều chỉnh được ni sai tay đây nha chị gái nha. Ai bảo hỏi đổi hàng được hẹn cho chị rồi không nữa à. Dạ chơi em mà em đổi hàng được cho chị rồi á, hôm bữa là cái bạn nhân viên mới lên đó chị, nên là không có biết, không biết chị là khách quen á, cho nên là chị thông cảm nha, đừng có giận sớm như chị cả nha. Tại vì cái bữa đó là có chị có là bạn nhân viên mới, bạn không biết chị là khách quen á chị à. Nha chị gái, bên em là đổi hàng rồi đó à. Nói người phụ trách hotline xem tin nhắn trên lô chị có nhắn trong đó. Dạ, em hiểu chị. Thì bà với lại cái bữa mà chị nhắn á, cái bữa mà chị nhắn là cái bạn nhân viên mới chị, cái bạn không biết đó, cho nên là chị thông cảm giùm bên em ha. Cái bạn đó là nhân viên mới chị, hôm bữa là bạn đó là nhân viên mới á, xong cái chị nói là bên em mới 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 coi lại là mới thấy được á. Rồi xong rồi em bên em có điện lại cho mình đổi hàng á chị. Rồi đây là mẫu sản phẩm vòng tay giọt bên em, giá giảm cho mình là chỉ còn có 500 ngàn thôi nha chị gái ơi. Đây 500 ngàn mẫu sản phẩm vòng tay ngọc giọt bên em nè. Bảo gì cần đổi mới nào chọn mẫu mà em gửi cho kia. Dạ à, chị Ngọc Huỳnh ơi, chị muốn đổi mẫu nào chị chọn mẫu đi. Chị muốn đổi mẫu nào chị chọn mẫu đi, rồi mai em gửi cho chị, rồi em thu lại cái mẫu kia ha. Ok chứ gì đẹp ha. Bây giờ chị chọn mẫu đi, rồi mai em gửi cho mình, rồi bên em thu lại cái mẫu kia của mình nha chị. Rồi đây là mẫu sản phẩm vòng tay ngọc trai giọt bên em. Em có màu trắng với là màu hồng ánh cam chị gái nha. Giá là 700, dạy cho mình là còn 500 nghìn. Mẫu sản phẩm vòng tay ngọc trai giọt bên em. Đây là chị gái kia nha chị Hồng Vân. Còn mình thích ngọc tròn thì có giá là 1 triệu tư chị. Ngọc tròn bên em có mã là vòng tay B8, có giá giảm cho mình là còn 1 triệu tư. À 2 triệu mốt dạy cho mình còn 1 triệu tư nha chị gái kia. Đây đây là chị gái Hồng Vân. Mình thích loại nào chị, loại giọt hay là loại tròn chị Hồng Vân ơi? Em chốt cho chị Lê Bảo Vân vòng tay giọt cam, ok chị Vân nè. Rồi em chế cho chị Nguyễn Kiều Anh vòng tay giọt trắng luôn. Chị Nguyễn Liên lên bông cài đi em. Dạ bông cài thì chị muốn loại loại sát tay hay là loại toàn ten chị Nguyễn Liên ơi? Để bé đài lên cho mình nè chị. Khóa cài em có hai loại, một là sát tay, hai là toàn ten, chị muốn xem loại nào ạ? À? Rồi đây nha chị gái Võ Hồng Vân ơi. Vậy mai chị nhắn Zalo nhé. Ok chị đẹp. Dạ ok chị. Rồi ok chị gái nha. Rồi chị gái Văn của em lấy loại nào chơi, giọt là 500 chị gái nha. Còn ngọc tròn thì loại ngọc cao cấp bên em à, viên ngọc trai tròn đều 98% luôn, có giá giảm cho mình là còn 1 triệu tư. Đây nha chị gái nha. Loại sát tay hả? Rồi ok chị Liên nha. Bé này qua vòng tay xong rồi em lên sát tay cho mình xem liền nha chị. Rồi đây nha chị gái, em đeo thử cho mình xem luôn chị. Mình mua vòng giọt thì nó có khóa tăng đưa, mình không cần phải điều chỉnh, mình không cần phải lấy sai luôn nha chị Văn. Cái loại này em làm khóa tăng đưa được chị đó, mình không cần lấy sai luôn đó, sai tay nào mình đeo cũng vừa hết nha chị gái ơi. Vòng giọt 500 ngàn mấy chị gái, ồ đeo tôn da tôn dáng mà sáng gương mặt nha chị ơi. Đây là vòng tay giọt bên em ở 500 ngàn. Còn chị lấy loại tròn, lấy loại ngọc cao cấp đó, loại ngọc cao cấp bên em nha chị gái nha. Rồi ok chị Ngọc Huỳnh ơi, ngày mai em sẽ đích thân nè à, nhắn hoặc là gọi cho chị luôn nha. Ngày mai em bé nào này sẽ là người tự đích thân à, nhắn tin gọi điện cho chị đẹp của em luôn nha. Dạ rồi, còn đem đeo thử loại tròn cho mình xem nè chị. Tròn thì là loại ngọc cao cấp bên em, thì có giá giảm cho mình là còn 1 triệu tư. Đây nè chị gái, 1 triệu tư như vậy à. Rồi chị Văn của em lấy loại nào vậy? Mua mẫu sản phẩm nào em cũng tặng quà tặng cho mình hết nha chị gái. À, chị Ngọc Yên Trần chốt giọt nước, ok gì đẹp trắng như em, ok chị gái luôn.
giọt nước đợt này cái bên em nuôi được cái màu ngọc đẹp lắm mấy chị. Được cái bên em nuôi được cái ngọc giọt đẹp lắm, sáng bóng luôn nha. Giọt 500 em chốt cho chị gái nè. Rồi em chốt chị vỏ hồng vân vòng tay giọt trắng, ok chị đẹp chốt đơn luôn. Ok chị gái luôn. Rồi đơn hàng của mình là được miễn ship nha chị vỏ hồng vân ơi. Tại vì mua hàng bên em là 500 ngàn là mấy chị gái đã được miễn ship rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị, em tặng cho mình là hai phần quà luôn chị. Hôm nay bên em có chương trình live của em là có quà tặng dành riêng cho khách hàng. Cho những chị nào mình mua trên live á, mình sẽ được tặng kèm thêm hai phần quà của bên em nữa là vòng tay tỳ hu và mặt hư không Bồ Tát. Dạ rồi, cảm ơn chị Văn nha. Rồi em qua cho chị Liên nè. Em qua cho chị Nguyễn Liên xem bông tay sát tay khóa cài nè, ok chị gái luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị Văn nha. Mấy chị đeo vòng tay cứ đeo thường ngày giùm em, tại vì ngọc trai là mình đeo càng lâu nó càng đẹp nha. Dạ rồi, cảm ơn chị gái rất là nhiều nè, em qua mẫu nha. Còn chị nào chốt vòng tay giọt nữa thì comment cho em gái luôn. Giọt đẹp đó mấy chị, đeo nó sáng, nói chung là mình đeo ngọc thì càng ngày nó càng đẹp mấy chị gái. Đặc biệt là mình mua trang sức ngọc trai hạt là đeo càng ngày viên ngọc nó càng đẹp mấy chị, rất là bóng luôn. À. Dạ rồi, để em gái lên mẫu chị Liên nè. Bình thường mình đeo bạc đeo vàng, hôm nay thử đeo ngọc trai mấy chị. Dạ, sát tay khóa cài đây em có mẫu sát tay khóa cài là em có bông tay 199 nè chị. Đây, kiểu dáng bốn cánh hoa bên em, mẫu này ngọc nó to nha chị ơi. Cái viên ngọc trai của nó là ngọc 8 đến 9 ly luôn á chị. Viên ngọc trai là ngọc 8 9 ly luôn, kiểu dáng bên em là kiểu bốn cánh hoa. Kiểu bốn cánh hoa chị, có giá là 700. Em giảm cho chị đẹp cho em còn là 595.000 nha chị gái ơi. 595.000 mẫu sản phẩm bông tai là mã 199 bông trúc tài. Bạc dày dặn luôn á chị gái em ha. Đó, mã 199. À, chị thích mẫu nào nói để em gái đeo thử cho mình xem nha chị ơi. Đây. Rồi, tiếp theo nữa em có đây là mẫu bông tai 121. Cái mẫu này mẫu mới bên em không chị? Đây. Mẫu bông tai 121, cái này là bên em kiểu dáng hình hoa mai. Hoa mai là may mắn, tiền tài, tài lộc luôn mấy chị. Tết đến rồi mình sắm cho mình một thêm một cái đôi hoa tai hoa mai nữa mà đeo ngày Tết nữa, trời mấy chị ơi, lúc đó tiền vô như nước luôn mấy chị. À, may mắn tới tấp luôn mấy chị gái ơi. Mẫu là mã bông 121 nha chị gái. 595.000. Cái này ngọc giọt 9 ly. Cái mẫu này bên em nó là to, cho nên là những chị nào mà mình có trái tay to hay là trái tay vừa dày thì mình đeo rất là đẹp luôn. Còn chị nào trái tay nhỏ quá mình đeo nó sẽ nặng tay mình nha chị gái ơi. Mẫu bông 121. Rồi, tiếp theo nữa em có đây là bông tay mã 112. Đây như vậy, mẫu 112 thì là 500, em giảm 425.000. Cái mẫu này em lên cho mình là chỉ là toàn chốt cài thôi nha chị gái nha. Chốt cài không nha chị. Mẫu sản phẩm bông tay 112 bên em 425.000, viên ngọc trai là ngọc 8 ly luôn nha chị gái ơi. Nè, mấy chị nhớ mua hàng bên em á là khi nhận hàng mình sẽ được kiểm tra đeo thử trước khi thanh toán tiền. Cho nên là các chị cứ an tâm nha. Không có sợ mà nhận hàng không đúng mẫu mã mấy chị. Rồi còn đây nữa em có mẫu bông tai 103. Mã 103 đơn giản đeo sang. Với mức giá này thì mấy chị mua ngay bây giờ là từ 500. Bên em giảm cho mấy chị chỉ còn có 425.000. Mẫu sản phẩm bông tai 103. Nhìn mẫu nào cũng thích hết trơn mấy chị đúng không? À, chị đeo lên tay chị xem mẫu nào chị yêu ơi. Chị Kiều Hương mẫu nào chị? Mã em cầm là 103 nè chị gái. 103 nha. Còn nếu mà chị nào thích khóa cài đơn giản có 101 nè. Khóa cài đơn giản có 101, 425.000 luôn. Cũng là bông trúc cài luôn. Cái này thì em có 4 màu luôn. Hồng tím, hồng cam, màu trắng và màu đen luôn chị. Mã bông tay 101. Ơn ấy mẫu này thì comment nhiều em gái nha chị. Đây, bông 101 cho mình. 425.000. 103 hả? Rồi ok chị Kiều Hương nè. Rồi còn này em đang cầm là 101 nha chị, 425.000. Rồi chị đẹp Nguyễn Liên của em mình ân mã nào, còn anh em gái đeo thử cho xem nè chị. 103 đúng không? Ok chị gái luôn. Bông tai đẹp quá, dạ cảm ơn chị. Rồi để em đeo thử bông 103 cho mình xem. Đây. Đó, nhiều khi mấy chị nhìn mẫu mình chưa thấy, mình chưa thấy rõ thì mấy chị cứ nói ha. Để em gái đeo lên cho mình xem. Dạ đây. Dầu chơi vàng mà sang là mình chơi ngọc nha chị ơi. Dầu chơi vàng mà sang mình chơi ngọc. Rồi em đang đeo bông 103 cho mình xem nè chị gái. Mẫu này thì đơn giản nhưng mà đeo lên nó ôm tay rất là đẹp luôn. Có 425.000 đôi đó mấy chị gái ơi. Đây. Lấy mẫu này thì comment giúp em. À, ta nói bác nào mình ở tuổi xế tà mà đeo ngay trang sức thì lại là tuổi tiên nha chị. Rồi chị
Chị Quách Ngọc Hân lấy bông 121, ok chị gái nè. Bông nó đẩy đúng không ạ? Dạ không chị, mẫu này bông chúc cài chị Mỹ Đinh ơi. Mẫu em đang đeo là bông chúc cài chị, em đang lên là bông chúc cài nha chị gái ơi. Mình muốn mua bông chúc đẩy thì em có mẫu chúc đẩy chị. Chốt cho chị Kiều Hương 103 nha em gái nha, rồi ok chị đẹp của em nè. Rồi còn chị nào mình ưng ý bông tay 103 nữa thì comment giúp em luôn nha chị gái ơi. À, ví dụ hôm nay mình không biết ngọc trai đúng không, mình chưa từng đeo ngọc trai, hôm nay thì mua thử đeo hoa tay mấy chị, mình mua thử đeo hoa tay tới giờ mình đeo mấy chị đúng không. Rồi mẫu bông tay mã 103 ý mẫu này thì comment giùm em gái đúng không ạ. Rồi em chúc chị Hải Yến bông 121, 121 là hoa mai như chị, trời mẫu này em bán chạy rất là chạy đúng không mấy chị. Mẫu này phải nói bên em là khách hàng là một, nói chung là chị nào nhận hàng và cũng hài lòng hết trơn chị. Hay thiết kế phải rất là tinh xảo luôn mấy chị, có 595.000 thôi, miễn phí ship hai phần quà luôn. Rồi chị nào đẹp nào thích bông tai 121 thì comment giùm em. Đây nha chị gái ơi. Đó, 495.000 mã bông em đeo là 121. Đó, chị đẹp Nguyễn Liên cái mình ưng ý được mã nào chưa chị gái ơi? Chưa thì mình chấm cho cái này xin một dấu chấm nữa để em lên tiếp cho mình xem nè. Mẫu này đẹp mấy chị. Chị gái kia mình ưng ý được mã nào chị gái, còn không thì để cái đài lên cho mình xem thêm vài mẫu nha chị nha. Chấm một chấm lên cho mình xem thêm vài mẫu mình lựa chị gái. Rồi ok chị Lan Ngọc, chốt chị Lan Ngọc bông.